ở tập trước sau những hồi tưởng về quá khứ và mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho hoa sơn thì toàn bộ các đệ tử đã không màng tới nguy hiểm tính mạng mà tiến về đối đầu với mấy tên ác nhân đang chặn lối ra duy nhất kia hồng đại quang giống lên một cách thô lỗ còn làm gì thế lũ ăn mày kia mấy tên hoa sơn đang dẫn trước rồi kia kìa hãy cho chúng thấy hiệp nghĩa của cái bang là như thế nào đi lý do khiến người trong giang hồ khâu trần trừ khi thừa nhận cái bang là một trong cửu phái nhất bang là bởi vì tinh thần hiệp nghĩa của bọn họ không hề thua kém bất kỳ môn phái nào trước khi bọn họ kịp làm chuyện gì đó thì các đệ tử của hoa sơn đang đánh nhau với kẻ địch ngay trước mắt chiếc diều của cự lực phủ vung lên với tốc độ sởn gai ốc trong tích tắc bạch thiên chỉ khẽ lùi lại phía sau một chút đã có thể né được lưỡi diều đầy hung tợn của hắn ta một cách triệt để gã tỏ ra khá tức tối vì ra đấu một hồi mà sư thúc của thanh minh không hề nghiêm túc một chút nào cả cậu ta không thèm đánh một đòn nào mà chỉ liên tục né tránh rất điều luyện với khí giới to bản và vô cùng nặng nề mỗi lần hắn vung diều là như thế nếu chúng thì chắc chắn thân thể sẽ bị chia làm đôi để đối đầu với đối thủ hung hãn như vậy bạch thiên không phải là người không biết suy nghĩ cậu ta không đơn thuần chỉ né mà đây chỉ là một trong những cách thức để giao chiến mà thôi nhà ngươi đang định né cho tới khi nào hả tên chuột nhất kia cự lực mặc phủ gầm lên một cách ghê gớm bạch thiên quát lên bằng một giọng đầy sự chế giễu tuy việc tôn trọng người lớn tuổi là chuyện đương nhiên nhưng già đầu mà còn không bằng con nít là sao nói là dễ dàng khi nhìn ở bên ngoài nhưng thực tế bạch thiên khá khó khăn trong việc phản kháng lại vì chưa thể nào tìm ra sơ hở của kẻ địch cậu ta cúi người xuống ngay trước mũi rìu rồi chém mạnh thanh kiếm của mình sang ngang chỉ với một kiếm chưa đó thì những giọt máu trên người của gã đã văng ra hẳn lên một đường cắt không sâu lắm cự lực phủ tức giận đến mức máu dồn cả lên não lao đến bạch thiên như một kẻ điên ngay lúc này không chỉ có mỗi bạch thiên đang giao đấu thanh kiếm của chiêu kiệt sắc bén sượt thẳng vào sơn đông khoái kiếm tôn minh tốc độ ra đòn của sư huynh nam chính cũng nhanh không kém một bên má của gã đã bị đả thương tiểu tử thối này cũng ra trò đấy nhỉ tuy nhiên tên của ta lại là sơn đông khoái kiếm rõ ràng thì nếu xét về kinh nghiệm lẫn tiếng tăm chiêu kiệt không là gì so với hắn cả không chỉ có vậy nếu nhìn kỹ hơn thì chiêu kiệt sở hữu tốc độ nhanh nhưng sơn đông khoái kiếm lại nhanh hơn một bậc đột nhiên một thân ảnh nào đó lao vung vút ra trung tâm vụ và chạm đó nhuận tông đang là chỗ dựa vững chắc cho chiêu kiệt mỗi lần cậu gặp khó sơn đông khoái kiếm ngỡ tưởng đã đánh trúng nhưng lại không và hắn thốt lên một câu tục tiễu thật là khốn nạn cứ mỗi khi tôn minh nhắm vào sơ hở của chiêu kiệt thì nhuận tông lại giúp chiêu kiệt đỡ đường kiếm của tôn minh đường kiếm của người này có chút chậm chạp nhưng điều đó không có nghĩa rằng nhuận tông thiếu sót về thực lực có thể nói đường kiếm tương đối chậm nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra đó là các kiếm chiêu cơ bản của kiếm pháp hoa sơn đối thủ là một trong các cao thủ nổi danh giang hồ vì thế cho nên hai huynh đệ này đã liền chung sức lại để cùng nhau đáp trả thanh kiếm vừa nhanh vừa thoải mái của chiêu kiệt đã va chạm rất mạnh vào đối thủ đây cũng chính là thời cơ mà nhuận tông từ đằng sau lao tới để yểm trợ và nhìn ra được một vài điểm yếu chí mạng tôn minh đang nếm mùi đau khổ khi phải đấu cùng lúc với hai người bọn họ gã bắt đầu thốt lên rất nhiều điều trong lòng như thể là một lũ ngốc yếu ớt mà vẫn không sợ chết nếu xét về độ tuổi thì việc bọn chúng liên thủ với nhau cùng chiến đấu thế này thì cũng chưa được chục năm vậy mà hai bọn chúng lại đang kết hợp công kích một cách hoàn hảo như đã cùng nhau lăn lộn từ rất lâu ở trên giang hồ vậy cả hai bù đắp khuyết điểm và gia tăng sức mạnh cho nhau tôn minh thật không thể nào tin nổi một ngày nào đó hắn có thể gặp khó với mấy cái đám nhóc này chắc chắn gã đã đoán định nhầm khi quá coi thường năng lực của chiêu kiệt và cả nhuận tông việc bị lép vế trước hai tên oát con tuy là một sự nhục nhã nhưng nỗi nhục nhã đó của tôn minh vẫn chưa là gì cả nhuận tông từ ngay phía bên hông xuyên thẳng một kiếm suýt chút nữa thôi là gã đã trầu trời nếu như không kịp né vội rốt cuộc mấy cái tên này nhảy từ đâu ra thế hắn ta vội vàng liếc ngó khắp nơi để quan sát rõ lại tình hình ở gần dothu xin lưu quang đang đánh nhau bên cạnh hắn ta tiếng kim loại va vào nhau đến mức tóe lửa không thua kém gì so với cuộc đối đầu giữa tôn minh và hai đệ tử hoa sơn kia Thanh kiếm của hắn bây giờ đang phải nếm mùi thất bại dưới tay của một đứa con gái nhỏ tuổi. Rốt cuộc đường kiếm này bao giờ mới hết tại sao cứ kéo dài mãi không có điểm dừng vậy và cũng không một chút sơ hở trong kiếm kích. Tên này đang lâm vào hoàn cảnh không thể phủ nhận được thực tế đó đang diễn ra trước mặt mình, nếu đệ tử Hoa Sơn đối đầu trực diện với thanh kiếm thư sinh đang dùng những đường kiếm hết mực trôi chảy để dồn ép hắn ta vào đường cùng, rốt cuộc thì gã đang khó hiểu không rõ Hoa Sơn lại từ lúc nào mạnh lên đến vậy. Nghĩ đến đây thì cũng đủ phát điên lên khi trông thấy cảnh Tôn Minh đang bị chèn ép hai đánh một khâu chuột thì hẹo cho nên kiếm của gã đã bị đẩy lùi và sức nặng đè lên một cách ghê gớm đôi mắt nhuận tông khá nhỏ và híp lại như như vậy là không có nghĩa cậu ta không nhìn ra được sơ hở tôn minh ngay lúc này đây không có kế hoạch nào gã chỉ biết đỡ và phản kháng lại theo một cách rất bản năng ngoài ra thì còn có vô số ý nghĩ vớ vẩn trong đầu nên đã khiến tinh thần của hắn mất tập trung dĩ nhiên là điều ấy tạo điều kiện rất lớn cho nhuận tông cậu ta làm nhanh một đường chém ngang tuy nhiên tôn minh đã vội cúi ngay người xuống bắt đầu gã đã lên giọng hàm hè như thể đang dọa nạt các đệ tử hoa sơn các ngươi liên thủ rất tốt nhưng liên tục tấn công thì sẽ tạo ra sơ hở và ngươi vừa mới lơ là rồi đấy tôn minh nói xong thì bắt đầu lùi ngược lại đôi ba bước rồi dồn chân khí vào đầu mũi kiếm của hắn khí tức ngay trước mặt chiêu kiệt sáng lên trói mắt và cậu ta vội vàng nhắc nhở sư huynh phải cẩn thận tuy nhiên gã đã không kịp tung ra kiếm chiêu sắc bén đó một lực rất nhanh ở một nơi khác bắn về ngay giữa trung tâm nơi có chiêu kiệt cùng nhuận tông đang phải hứng chịu đây là một trận chiến chứ không phải là tỉ thí võ thuật đơn thuần vì vậy cho nên việc tương trợ đồng đội là một điều hết sức cần thiết thanh kiếm suýt chém vào hông nhuận tông bị cản bởi một kiếm khí ở đâu bay đến nên văng ngược ra nổ bùm một cái chỉ nhìn thôi thì cũng rõ người đã làm việc này là ai rồi tôn minh lẩm bẩm dừng lại hành động vì gã hiểu hình như vừa có gì đó bay đến cản đòn tấn công thì phải từ phía xa một giọng nói ngập tràn sự tức giận lọt vào tai của hai đệ tử hoa sơn đang đứng trước mặt hắn thì ra là tiếng của thanh minh và thực sự nam chính đang rất giận dữ ta đã nói là không được chỉnh mảng rồi cơ mà đã nói đến như vậy thế mà vẫn lơ đến được phải chăng là tai của huynh bị thủng rồi sao thực tình thanh minh giận dữ cũng phải vì đây là trận chiến thua là sẽ kèm theo với cái chết nếu như từ đầu một mình hoa sơn thần long ra chiến để bọn họ ngồi xem thì có phải tốt hơn không với tư thế tương trợ đó tên đạo nhân kia tranh thủ đánh lén anh vài phát kiếm của hắn đâm mạnh về phía trước và cả người nam chính cúi ngay xuống phía dưới thế là đã nhìn thấy sơ hở một chân thanh minh quét mạnh vào chân trụ khiến cho đối phương mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất không để tâm tới việc đó anh tiếp tục đảo mắt nhìn sang tất cả các sư huynh sư thúc xem nơi nào có khó khăn hay không ở phía bên trái bạch thiên đang ì ạch chống đỡ thở không ra hơi thì thanh minh đã chém mạnh một kiếm khí tới tương trợ anh vừa làm như vậy vừa hét lớn nhắc tất cả phải tập trung vào việc của mình nếu như không có mấy đòn này giải tỏa áp lực thì mọi người khó có thể phán đoán được tình hình. Cứ như thế mà chết thì không ai vỗ tay khen ngợi đâu hay là đợi ta vỗ tay dùng nhé." Thanh Minh vừa làm như vậy vừa nhắc nhở vô số điều ẩn ý mà ai nghe cũng sẽ hiểu. Những sự chỉ trích ấy là không sai nhưng có lẽ Nam Chính sẽ phải bận tâm thêm một vài đối thủ vì Quỷ Ảnh đã từ đâu lao tới. Không phải là Thanh Minh không biết mà anh chỉ muốn nói hết câu cho rõ ngọn ngành, như vậy ta mới bảo là để ta đánh một mình thật là khổ cái thân này quá đi mà. Thanh minh thật đúng là cục xúc trong khi giao chiến anh không từ một thủ đoạn nào, bất kể dù là cái dùng được sẽ đều là vũ khí và bây giờ có thể nói rằng làm được cũng không sai. Nhuyễn Tông khẽ nhìn bóng lưng của sư đệ mà nghĩ rằng thật kỳ lạ. Những lời đó chỉ pha lẫn mỗi sự tức giận nhưng cậu ta lại cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khích. Đúng là nói khùng nói điên đang đánh cược cả mạng sống để đánh nhau mà còn thấy vui được sao? Ngay từ phía xa lúc này đây tuy mải đánh lại ba bốn tên ác nhân thì ai ai cũng có thể nghe được giọng gào thét của Hồng Đại Quang. Phải mất một lúc để bàn tính thì phân đà chủ cái bang mới có thể điều động những ăn mày của mình đi lên tương trợ được. Theo như mục đích của bọn họ thì tất cả hãy chung tay bảo vệ cho Hoa Sơn Thần Long. Vừa dứt lời thì bay lên khâu trung lao vào chỗ những kẻ địch đang đánh với Thanh Minh. Rất nhanh thôi một tên đã ngã nhào ra đất, hai tên còn lại thì liền lui xuống vì nhận ra có rất đông kẻ địch đang tới. Toàn bộ các ăn mày giờ đây vây lấy Thanh Minh theo hướng mũi tên như thể bất kỳ ai muốn thì sẽ đều phải nhận lấy sự dẫn dữ của bọn họ vậy. Hoa Sơn Thần Long bọn ta tới giúp ngươi một tay đây. Giọng nói đầy cảm kích lọt vào tai nam chính, thật là đến bây giờ cả lũ ăn mày cũng xen vào nữa sao. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc cảm thán hay gì đó cả. Hồng Đại Quang cắn chặt môi và ré lên nhắc tất cả ăn mày đồng loạt tấn công. Gã vọt lên phía trước như một đại tướng quân không màng tới sự nguy hiểm của quân thủ. Cây bổng quen thuộc vật bất ly thân liên tiếp bổ mạnh vào người kẻ địch hung hãn. Theo sau đó là mấy gã ăn mày ốm đói lâu năm nhưng cũng cho thấy sức khỏe rất dẻo dai. Tuy nhiên ngay lúc này, chỉ một người là không thể bận tâm đến cái bang mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Kẻ đó chính là Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn, hắn ta từ đầu chí cuối chỉ cố định ánh mắt nhìn vào mỗi nam chính. Bản thân của nam chính hiểu rằng tên đó không phải là dạng vừa gì cả khí thế của hắn sắc bén khiến ta phải chú ý vào tên này hoàn toàn khác với bọn tạp nham kia có lẽ triệu minh sơn đều không nhìn thấy gì cả giống như trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một mình hoa sơn thần long vậy không biết những người khác nghĩ gì nhưng riêng hắn ta thì biết rõ nếu không hạ gục được thanh minh thì những trận chiến khác cũng không còn ý nghĩa gì nữa muốn sống sót tại nơi này thì buộc phải hạ gục nam chính bằng mọi giá và tức thì anh cũng hiểu điều ấy rồi nhìn triệu minh sơn đầy hứng thú sắc khí toát ra từ người hắn ta không phải ở mức bình thường không cần phải nói thêm nhiều lời nữa việc còn lại bây giờ chỉ là đánh nhau cho đến khi một trong hai bên có người thiệt mạng mà thôi triệu minh sơn chậm rãi dương đao lên chĩa vào thanh minh và nghĩ rằng dù chết hay sống thì cũng phải giới thiệu thanh danh quý tính với đối thủ sắp đấu hắn hiểu rõ một điều chưa cần biết kho báu ra sao nhưng chỉ cần đánh bại được người này là sẽ an toàn ra khỏi nơi đây nghe thấy đối phương nói mình là triệu minh sơn thì nam chính cũng lịch sự mà lên giọng về thanh thế của mình vậy là cả hai đã không còn nhiều lời nữa mà đi vào tư thế chuẩn bị tấn công triệu minh sơn có lẽ biết thực lực của anh ra sao cho nên gã đã dồn hết sức mạnh ngay từ lúc ban đầu cơ bắp nổi lên cuồn cuộn thân thể của hắn bỗng chốc toát ra khí lực màu xanh lam ma mị vạt áo của hắn trở nên phập phồng và thân ảnh đột nhiên biến mất ngay lập tức cơ thể của hắn lao nhanh đến chỗ của thanh minh trên tay nắm chắc khí giới một cách mạnh bạo tốc độ tuy là cực nhanh nếu như nháy mắt là có thể nhìn thấy đối thủ đã áp sát thanh minh vẫn vậy vẫn điềm tĩnh quan sát cách thức di chuyển của đối phương ngay lúc này đây triệu minh sơn chỉ có vài lời nhận xét về nam chính là chẳng khác nào một con quái vật cả đao khí xanh lam thấm động lại rõ ràng trên thanh đại bản đao của triệu minh sơn chém xuống thanh minh hai thứ vũ khí cơ bản trở nên đặc biệt hơn vì chủ nhân của chúng đều là người có năng lực võ vị vô cùng cao. Các thứ cơ bắp trên người của triệu minh sơn nở rộng ra và áp lực đè nén từ đó ập thẳng tới thân thể của nam chính. thanh đao hắn kéo lê một đường dài rồi chém mạnh trượt theo lực quán tính tạo ra các tia lửa điện kèm với thanh ấm dít lên. với sự công kích đó tâm thế của thanh minh bỗng nhiên lảo đảo cho dù anh có thể đoán được một phần nào sức mạnh của đối phương. thật không thể tin được ấy vậy mà hoa sơn đã bị đẩy lùi. triệu minh sơn lơ lửng trên không trung và đang chăm chú quan sát tìm thêm những điểm yếu khác của đối phương sau đó hắn hạ người đáp đất và uy áp tỏa ra lớn hơn hét lên như thể muốn băm nam chính thành trăm mảnh vậy quả là một nhát đao vừa nặng nề vừa vững chãi đương nhiên vẫn chưa kết thúc ở đó toàn bộ chấp niệm và ý chí sống sót đều ở cả trong đó ta nhất định sẽ giết được nhà ngươi và sống sót rời khỏi cái nơi này triệu minh sơn gào lên và dùng thanh đao chém với tốc độ nhanh hơn cả hai lại chủ động lao vào nhau nhưng thanh minh lại tiếp tục bị đẩy lùi bởi những nhát bổ rất mạnh kia cho dù nam chính có đỡ được nhưng biết rằng sức mạnh ẩn chứa bên trong người đối thủ là vô cùng dồi dào khó lòng mà phân tán trong nhiều đao chiêu cổ tay ê e ẩm nội tạng như bị đảo lộn thanh minh cảm nhận được sức nặng đó đang bao phủ lên toàn bộ cơ thể anh hiểu được rằng sức nặng chứa trong khí giới kia cũng không hẳn là được tạo bởi nội lực ghê gớm nó triệu minh sơn giao chiến với trạng thái này thì hắn chỉ cố gắng muốn bảo toàn tính mạng mà thôi tên này đã cực tất cả những gì mình có để tung ra một đao toàn lực cứ bước lên một bước là hắn lại quật thanh đao một lần liên tiếp lặp đi lặp lại những nhát đao liên tiếp hệt như cơn cùng phong mang ánh sáng xanh thấm từng nhát đao của hắn ta đều ẩn chứa một uy lực khủng khiếp và rõ ràng là thanh minh đang phải rất vất vả khi liên tiếp bị đẩy lùi sau một hồi tâm sự mỏng thì nam chính đã phải cố gắng lui về phía xa hơn mặc cho đối phương tức tốc lao theo vạt áo của triệu minh sơn lại tung bay trong gió cả thân thể thấm đẫm khí tức màu xanh đuổi tới chỗ hoa sơn thần long những khí lực kia như thể làm cho thanh đao của gã trở nên cứng cáp hơn triệu minh sơn hét lớn cho rằng thanh minh đang che giấu năng lực của mình câu nói ấy vừa xong thì thân thể gã áp sát và nam chính tạm thời chỉ đâm thẳng mũi kiếm của mình về phía trước để phản kích lại vừa chém thì giọng của hắn ta lại càng vang theo ta đã sớm biết được điều gì ở ngươi rồi tại sao nhà ngươi lại cứ mãi lần trốn giống như một tên hèn nhát như vậy hai bóng hình cứ thoát ẩn thoát hiện ở chỗ này rồi lại biến mất sang chỗ khác thanh âm va vào nhau nghe rất nhức nhối và toàn bộ sát ý đều tỏa ra từ đó là người có kinh nghiệm đối chiến cả trăm năm cho nên thanh minh không dễ gì bị lay động bởi mấy từ khiêu khích anh vẫn miệt mài đáp trả một hai chiêu rồi cứ thế thụt lùi để tách khỏi đối phương như thể đang vờn hắn vậy triệu minh sơn đã bắt đầu có dấu hiệu của sự căng cứng vì đã dồn hết sức hắn thừa hiểu đối thủ của mình đang chờ cho việc phát bạo nội công này biến mất rồi mới đáp trả nhà ngươi đang chờ ta suy giảm sức mạnh sao nếu vậy thì ta không thể chờ đợi được nữa nói xong thần ảnh gã lấy đà thật mạnh rồi bay thẳng lên trên không trung tốc độ lần này kinh khủng tới mức mà nam chính ngay khi vừa mới ngẩng mặt lên đã phải giật mình triệu minh sơn biết lực mình đến đâu và rõ là hắn đang rất muốn xem xem năng lực thực sự của người đã chém rơi đầu đại la kiếm chỉ trong một kiếm chiêu thanh đao đã được hai tay nắm chặt khí tức tỏa ra từ đó và tên này gào lên như thể hắn muốn kết thúc cuộc đối chiến này không biết hắn ta đã vận bao nhiêu nội công vào cây đao của mình mà đao khí bao quanh cây đao đó lớn dần lên nhìn bây giờ như đang to lên gấp bội vậy nguồn lực uy áp ghê tới nỗi mà người xem lẫn những sư huynh sư thúc khác cũng đều phải nhau mắt trông theo tuy nhiên có lẽ với chừng ấy thì đã là quá đủ đối với triệu minh sơn cả hai va chạm đột nhiên hắn đã bị đánh lùi ra chỗ khác mọi người thật không thể tin được rằng thanh minh lại có thể ghê gớm tới vậy nếu như nói giết được đại la kiếm chỉ vì may mắn do hắn đã chủ quan nhưng đối với triệu minh sơn thì sẽ còn phải rất nhiều sự thắc mắc rồi bản thân của anh ngay khi va chạm với đao chiêu mạnh bạo kia cũng bị đánh bật xuống phía dưới tạo nên một trận dung trấn dữ dội ở trong làn khói bụi đó không có tiếng thở dốc hay tiếng mệt mỏi mà chỉ có sự tĩnh lặng Thanh Minh không như vẻ ngày thường sỗ sàng mà chỉ thầm nhủ rằng việc lựa chọn che giấu thực lực là quá sai lầm rồi. Anh cảm thấy đối thủ rất tôn trọng mình không hề như những gã đã đối đầu lúc trước. Ít nhất sau khi hồi quy theo kiểu thế này thì cũng phải gặp được một tên như vậy chứ. Triệu Minh Sơn tuy là ác nhân nhưng hắn không phải loại người bất cẩn, ở trong một tình huống liên quan đến việc sống còn thì tên đó đã chọn lựa chiến đấu hết mình. Lần lượt hắn lao tới áp sát vung ra những đao chiêu đã dày công tu luyện nhiều năm mà ít khi thi triển ra. Phân toái đao chém sượt qua đầu Thanh Minh rồi tiếp theo lại tán toàn toái phong tạo nên một cơn lốc khổng lồ bắn về phía anh trong nó như thể là sắp cuốn lấy rồi bóp nát mọi thứ vậy cho nên anh đã liền khinh công bật lùi về phía sau cơn lốc ấy được hình thành lớn và phạm vi hoạt động cũng rộng hơn bao giờ hết thân hình nhỏ nhắn lùn tịch của thanh minh cứ phảng phất đâu đây xung quanh như thể đang trực chờ thời cơ vậy ngay lúc đó một thứ kỳ lạ đã lọt vào mắt khán giả có vô vàn những cánh hoa mai tung ra trong gió những cánh mai phất phơ trong gió cứ bay lên rồi lại rơi xuống theo sự uy áp mà cơn lốc kia tạo nên sau đó tất cả đều bay ngược lại trước đầu mũi kiếm của thanh minh nơi anh đang vận khí Thất Mai kiếm một loại kiếm pháp không thuộc hàng thấp cũng như cao cấp ở môn phái Hoa Sơn đã được nam chính thi triển. Anh chém mạnh một chém hướng thẳng tới sức mạnh khổng lồ kia, những cánh hoa mai xoáy theo không gian một cách chậm rãi nhưng cũng không hề có sự yếu thế nào trong đó cả. Ở trong trung tâm cơn bão đó thì toàn bộ đã phân tán ra rồi lại tụ hội lại bao trùm lấy tốc độ xoay đao kinh khủng của Triệu Minh Sơn. Ngay khi hai luồng sức mạnh ấy va phải nhau thì thân thể của gã đã tự động cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ. Triệu Minh Sơn hét lên vì đau đớn, những cánh hoa đó có sức sát thương không hề nhẹ xé toạc đi từng thớ thịt trên người gã. Tên này đã vận hết tất cả nội công còn sót lại ở đan điền vắt kiệt hết máu trong cơ thể để chém và chém đối thủ, tuy nhiên mọi điều đó giờ đây ngay lúc này lại đều trở nên vô nghĩa. Thân thể của hắn như gục xuống cảm nhận được một áp lực nào đó đang bay tới nhưng lại chẳng thể nào làm được gì nữa cả. Tốc độ ấy nhanh mạnh và chỉ một mục tiêu hướng đến nơi tên này đang thở dốc vì mất quá nhiều nội lực. Ánh mắt Triệu Minh Sơn chỉ kịp nhìn thẳng lại vì dù biết hắn cũng chẳng còn sức mà đương đầu nữa. Thanh minh hệt như một bóng ma như thể anh đang xuyên qua toàn bộ thân thể của đối thủ vậy. Không gian tràn ngập những cánh mai lơ lửng kèm theo cả những mùi hương đặc trưng phảng phất trong gió kiếm chiêu mai hoa lưu cũng chỉ trong một thức mà đã hạ gục được triệu minh sơn không rõ từ lúc nào mà đao của triệu minh sơn đã dừng lại một sự trầm mặc nhất thời thanh minh ra chiêu xong thì cũng lặng lẽ hất kiếm xuống rồi tra lại vào vỏ theo một thông lệ rất bình thường mà các võ nhân hay làm khoái đao triệu minh sơn cũng đang im lặng và chỉ có thể nghe rõ được nhịp tim đầy thổn thức của hắn những hơi thở gấp gáp ấy đã không còn trơn chu và sinh mạng một ác nhân cũng từ đây mà kết thúc hắn ta quay đầu lại nhìn thanh minh mà thực sự không sao mở miệng ra nói nổi anh hiểu điều ấy và cũng phải thán phục cùng với đối phương rằng trận chiến vừa rồi thực sự là rất hay tâm nhìn của gã trở nên lờ mờ sức mạnh ở chân hắn dần biến mất tất cả cảm giác trên cơ thể đều trở nên mơ hồ hắn dên gì cố gắng phát ra ở khóe miệng mấy từ ta đã được công nhận và nhìn ra được sức mạnh đó rồi triệu minh sơn bất giác nở nụ cười rồi cũng từ đó hơi thở bị ngưng và cả cơ thể đổ gục ngay xuống dưới đất những cánh mai đang tung bay trong gió bây giờ đây cũng như dần dần tan biến theo tất cả những trận đấu khác xung quanh đều đang bị tạm ngưng do sự hoàn mỹ đến mức hoàn hảo mà cả thanh minh lẫn triệu minh sơn vừa mới tạo nên ánh mắt tam sát quỷ trở nên run rẩy và trong lòng hắn thốt lên một câu làm sao có thể mới đánh bại được thanh minh đây ánh mắt tam sát quỷ trở nên run rẩy và tự lầm bẩm sao lại thành ra như vậy chứ kế hoạch của hắn không tệ làm giảm những kẻ có năng lực tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt này là một chuyện quan trọng và hơn hết là phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình một mình hắn không đủ để đối đầu với các môn phái đang ở nơi này như võ đang hay sở ảnh môn chính vì vậy hắn đã dùng mọi cách tìm ra người về phe mình và liên thủ với họ để bảo đảm tối ưu toàn lực trên thực tế hắn đã bảo toàn được thực lực của bản thân nhờ vào sự liên thủ này mọi chuyện vẫn rất hoàn hảo cho tới khi các đệ tử hoa sơn xuất hiện Bạch Thiên trong bộ bạch y thư sinh nho nhã liên tục là lướt né tránh khiến cho cự lực phủ trở nên cây cú giống lên như bò kêu vậy. Hắn cứ gào đi gào lại bắt cho sư thúc của Thanh Minh phải đánh nhau một cách tử tế. Thì ta vẫn đang đánh với ngươi đây như vậy là quá đủ rồi còn gì Bạch Thiên đáp lại. Ở một góc gần đó thì hai huynh đệ Chiêu Kiệt và nhuận Tông đang rất tập trung chăm sóc kỹ lưỡng sơn đông khoái kiếm tôn minh. Sư cô Lưu Tuyết Ly cũng bận bịu không kém và Tam Sát Quỷ lại có biết bao nhiêu ý nghĩ. Mối quan hệ tín nhiệm của chúng khác với đệ tử của các môn phái khác mà hắn từng gặp cho tới bây giờ, từ trước đến nay Tam Sát Quỷ đã chứng kiến vô số lần các đệ tử của một môn phái tập hợp lại thành một nhóm rồi tung hoành giang hồ. Mặc dù ngoài miệng chúng luôn nói những lời ác ý với nhau nhưng cơ thể chúng lại đang liều lĩnh để giảm bớt gánh nặng cho nhau. Cứ nghĩ là như vậy và ánh mắt của tên này trở nên chán chường hơn bao giờ hết. Những kẻ đang chiến đấu lúc này đang tỏ ra yếu thế vì không tài nào chống đỡ lại các đệ tử Hoa Sơn. Có lẽ Tam Sát Quỷ đã nhầm khi hắn đặt chọn niềm tin vào những đồng minh tạm thời. Có một chút tiếng tăm trên giang hồ hay như nào đó thì ở bên trong cái hầm mộ này cũng chả giải quyết được gì cả bản thân của hắn nhìn từng người đang sắp đổ gục xuống mà tâm trạng đã trở nên bần thần trung quy lại một điều tam sát quỷ đã nhận ra mình không thể nào thắng trong cuộc chiến quá chiến lịch như thế này được bản thân là tà phái cho nên hắn không muốn giúp đỡ những đồng minh kia mà đang tính toán phải bỏ trốn ngay từ đầu nơi này đã không phải là mật thất vậy nên nếu quyết tâm hắn có thể chạy đến trốn ở hang động đằng sau sớm biết lũ hoa sơn đó mạnh đến mức này thì đã có vài người bỏ chạy ngay lập tức rồi ưu tiên hàng đầu bây giờ là hắn phải chạy được ra khỏi đây và có nơi để liên thủ nếu như trận chiến giữa võ đang và nhóm truy đuổi theo chúng chưa phân thắng bại thì hắn vẫn còn cơ hội để đảo ngược thế trận những ý nghĩ vớ vẩn đó liền vụt tắt đi ngay khi ánh mắt của hoa sơn thần long đã soi ra vẫn còn có tên đang rảnh rỗi tam sát quỷ tức tốc xoay người dùng toàn lực triển khai khinh công hướng về phía hành lang cả cuộc đời này tam sát quỷ luôn tự tin về khinh công của mình chắc chắn mấy tên đệ tử hoa sơn đang mải đánh nhau kia tuyệt đối không thể đuổi theo hắn được những kẻ còn sống sót mới là kẻ mạnh gã bắt đầu cắn chặt môi tăng tốc phía trước vẫn còn rất nhiều người tuy về mặt đẳng cấp họ không bì được với những kẻ ở đây nhưng số lượng lại đông gấp mấy lần bây giờ trong kiếm chủng được chia ra làm ba nhóm võ đang những kẻ đuổi theo võ đang và những người đang ở nơi này vì thế trong đầu của tam sát quỷ nghĩ rằng bản thân vẫn còn khá nhiều cơ hội hắn dồn hết lực vào chân vắt lên cổ mà chạy nhưng chả hiểu thanh minh đã từ đâu mò mặt ra Nan chính bắt đầu tỏ ra khó chịu và buông lơi mấy câu chửi thề nói tam sát quỷ là đồ khốn nạn đê tiện ngay sau câu nói đó một đòn đánh khủng khiếp truyền đến dưới ức của hắn trong phút chốc tam sát quỷ mất cân bằng lộn nhào xuống đất như thể khí quản đã bị bóp nghẹt hắn không thể kiểm soát sức mạnh đang mất dần đầu cứ liên tục lan tròn đập mạnh xuống nền kết quả của tên ăn mặc loài loẹt này cũng chả khá khẩm hơn là bao so với mấy tên đang giao đấu kia sơn đông khoái kiếm một lát sau cũng bị hàng chục nhát kiếm xiên cho đến khi mất đi ý thức với kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn giang hồ thì nay lại bị hạ gục bởi những đệ tử hoa sơn mới ra đời nhuận tông nhìn về cái xác của kẻ thù mà cũng thở phào nhẹ nhõm trưng ra một vẻ rất là mệt mỏi trận chiến kết thúc và cậu ta vẫn chưa thể nào tin được đối với một người bình thường thì việc giết người là vô cùng khó khăn ngay lúc này đây đôi tay lẫn nhịp tim của nhuận tông đang trở nên run rẩy khác hẳn với tỷ võ áp lực về sự sống và cái chết đè nặng làm cùn lưỡi kiếm và làm lu mờ sự phán đoán của sư huynh thanh minh cậu ta hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì tính mạng coi như là đi đứt nhuận tông lại thở dài rồi giờ mới rõ thì ra đây chính là thực chiến chưa kiệt đang ngồi phía trước mồ hôi thấm ướt lưng áo và cũng thở không ra hơi nhuận tông lê bước chân nặng trịch lại gần vỗ vai như thể vừa hỏi thăm vừa cảm ơn vì sự phối hợp nhuần nhuyễn trước đó sư huynh mới là người vất vả chưa kiệt nói với một giọng uể oải không giống thường ngày phải thực chiến thì mới biết thực lực của mình tới đâu bây giờ đệ đã hiểu câu nói ấy có ý gì rồi thật không ngờ mình lại dối đến như vậy câu này có hơi chút kỳ lạ và đã khiến cho nhuận tông phải đắn đo suy nghĩ chúng ta đã thắng được tôn minh cái tên ấy vang danh khắp giang hồ bằng biệt hiệu sơn đông khoái kiếm nếu hoa sơn biết được chuyện này thì các trưởng lão sẽ loạn lên mất bởi vì hai người họ hoàn toàn không thể so sánh với hắn được thứ mà thanh minh đã thể hiện và họ phải đáp ứng được đúng theo tiêu chuẩn nên dù có thắng cũng không thể vui nổi nhuận tông nghĩ đã làm rất tốt nhưng thực tế khi giao chiến lại chẳng thể phát huy nổi một nửa sức mạnh của bản thân Thế rồi cậu ta cũng vỗ vai Chiêu Kiệt và an ủi vì biết rằng sư đệ cũng nghĩ y hệt như mình. Quãng đường phía trước vẫn còn dài lắm để không cần có gì phải thất vọng cả. Thế rồi sư thúc Bạch Thiên bước đến như thể đã nhìn ra được hết. Không phát huy được thực lực của mình trong thực chiến là một chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều muốn phát huy được hết tất cả những gì mình đã luyện tập nhưng đó là chuyện bất khả thi đối với bất kỳ người nào. Vậy nên các con không cần phải thất vọng làm gì thay vào đó phải biết nhìn nhận lại bản thân của mình. Những gì các con thể hiện trong trận chiến mới chính là thực lực thật sự của các con nói xong và nhận được mấy chữ vâng dạ các thứ thì bạch thiên nhẹ nhàng gật đầu hài lòng ngay lúc anh ta định nói thêm câu cuối thì có một tiếng châm chọc từ phía sau vọng lại thanh minh nhại lại lời của bạch thiên và pha thêm vài từ đó mới chính là năng lực thực sự của các người lo mà mạnh hơn hoặc là mạnh như tại đây này nói xong thì hoa sơn thần long bắt đầu cười hô hố và chỉ trỏ hôm nay trong sư thúc ngầu đét nha tạm bỏ qua mấy chuyện thường ngày đó lát sau thì mọi người đã đi thu gom những xác chết lại thành một đống thế là mấy tên áp bá này đều bị xử lý gọn gẽ và để chi tiết hơn thì dường như vẫn còn vài tiếng thở thoi thóp ngoài hai người do chính tay thanh minh giết thì những người còn lại chỉ bị mất ý thức chứ vẫn chưa chết bạch thiên tuy không ưa gì cả nhưng thực tế anh ta không đủ can đảm để ra tay giết người thế rồi bạch thiên lại nhìn thanh minh quỷ quyệt thở dài một hơi chắc mình không thể theo kịp nó rồi hình ảnh nam chính không ngần ngại chém bay đầu đại la kiếm vẫn còn động lại trong mắt của sư thúc có lẽ cảnh tượng ấy sẽ còn in đậm trong tâm trí của anh ta một thời gian dài nữa thực tế thì khi đứng ra ngăn cản thanh minh lúc kia có lẽ phần nhiều là do bạch thiên muốn ngăn anh giết những người khác nói là mềm lòng cũng được vì điều đó là sự thật trở thành đạo sĩ và đi trên con đường này thì tránh việc giết người vô tội vạ là một điều cần thiết thanh minh cũng quay đầu nhìn cự lực phủ và một đống người đã mất ý thức đang ngã gục xuống ở kia hoa sơn thần long cũng nghĩ như sư thúc vì nếu không can ngăn là cái đám này đã chẳng còn sống nữa rồi ở trong thâm tâm của anh thì có sẵn tôn chỉ giết kẻ muốn giết mình đó chính là quy luật của giang hồ nếu là thanh minh trong quá khứ thì dù bạch thiên có sen vào anh cũng sẽ giết hết bọn chúng nam chính tự hỏi lòng mình lúc đó cái tên kia đã muốn ngăn cản ta giết người hay chăng nếu cứ giống quá khứ mãi thì làm sao vượt qua quá khứ được chứ thanh minh nghĩ điều ấy cũng không tệ Thanh Minh không thay đổi mà chính xác ở đây thứ cần thay đổi mới phải là Hoa Sơn. Nếu họ đã muốn làm nơi chống lưng cho anh thì dựa vào vai họ một chút cũng đâu có tệ. Nụ cười hài lòng thoáng qua ở khóe miệng Thanh Minh và anh bắt đầu ho lên để cho mọi người chú ý. Cả đám quay lại như thể là đang trực chờ nghe theo lời chỉ dẫn của người đứng đầu vậy. Hoa Sơn Thần Long bật cười thành tiếng, "Bây giờ chúng ta đi bắt lũ võ đang thôi. Tạm thời bỏ qua hành trình của Thanh Minh một chút để xem những người thuộc võ đang phái đang làm gì." Ở trên trần nhà có thể thấy những vết tích của một trận tử chiến diễn ra rất là căng thẳng có lẽ những người này đang phải đụng độ với vô vàn những nhân sĩ võ lâm mạnh mẽ khác hư tán tử dùng vạt áo lau mặt mồ hôi và máu trộn lẫn khiến vạt áo trắng tinh biến sang màu đỏ thấm ông ta vô thức phun ra vài câu chửi tục phía trước mặt lúc này là những thi thể đã thối giữa nằm rải rác dưới mặt đất những kẻ đến lúc chết cũng không thể về trời cuối cùng cũng đã có thể tìm lại được sự bình yên rồi không còn từ ngữ hay hình ảnh nào để miêu tả khung cảnh ấy bất giác hư tán tử lại hỏi xem những đồ đệ của mình có còn ổn hay là không ai ai cũng nói là ổn đấy nhưng vị trưởng lão này cũng phải nhau mắt quan sát những người ở phía sau Trần Huyễn ôm chặt lấy một bên tay rồi gật đầu trả lời chẳng có vấn đề gì mặc cho vết thương đang dỉ máu. Nhìn thấy tình trạng vô cùng nghèo nàn đó trưởng lão tiến đến và muốn kiểm tra qua vết thương. Trần Huyễn bất đắc dĩ hạ tay xuống để bề trên nắm lấy tay áo rồi xé rách ra để xem xét. Ở trong hoàn cảnh này thì việc đảm bảo số lượng là tất yếu nên trưởng lão võ đang không muốn mất thêm những đồ đệ nữa. Từ lúc vào cho đến nay Hỗn Nguyên Đan chả thấy đâu toàn thấy ma quỷ với kẻ thù không đâu thật là mệt mỏi. Phần da bị lũ cương thi cào và có màu tím đây là triệu chứng của việc chúng thi độc vết máu tụ lại ở vết thương thì đích xác là thi độc rồi nếu cứ như thế vậy rất có thể sau này hắn sẽ không thể dùng tay được nữa thậm chí để cho độc ngấm vào tim còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng cũng không rõ là cách thức để bài trừ loại độc tính có mức cao này sẽ thế nào đây hư tán tử nắm chặt tay của chân huyễn rồi bắt đầu truyền chân khí cho hắn chưa cần phải giải thích trưởng lão võ đang yêu cầu im lặng để mình tập trung tinh thần khí lực toát ra từ cả hai tạo nên một màn sáng màu xanh ma mị khiến người xem thích thú chân huyễn ngậm chặt miệng hắn không được phép tùy tiện nói nữa vì chân khí đã bắt đầu tiến nhập vào cơ thể nếu chỉ dùng chân khí để trị độc trong cơ thể của người khác thì sẽ phải tiêu tốn một lượng khí tức đáng kể trong đầu của chân huyễn nghĩ rằng cứ để như thế này thì sẽ hao tâm tổn lực và trưởng lão không thể lãng phí quá nhiều khí lực được phía trước còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn gấp trăm lần những gì mà tất cả đã từng thấy khi đó chúng ta sẽ không còn thời gian để vận khí trị thương rõ ràng là chân huyễn rất muốn từ chối chuyện tốt này tuy nhiên trưởng lão đã làm xong hết rồi sau một thời gian được truyền chân khí thì chất độc màu đen bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương cánh tay nhụng màu tím bắt đầu trở lại được trạng thái bình thường hư tán tử như đã biết trước được điều mà đệ tử sắp nói nên nghiêm mặt lại một cách dứt khoát việc có được thần binh và thần dược vô cùng quan trọng như chuyện đó sao có thể so sánh với cánh tay của đệ tử của ta được chứ con đừng nói những lời vô ích nữa mà hay nhanh tay nhanh chân theo sát mọi người đi hư tán tử khá là cương quyết còn nữa ở mức độ này thì không làm ta yếu đi được đâu có lẽ đệ tử võ đang cũng chẳng còn lời nào mà phản bác lại ý tốt của trưởng lão nữa rồi một đệ tử khác cũng vội vàng hỏi thăm xem đằng sau còn rất nhiều người tại sao không quay lại giúp bây giờ chạy đến giúp thì sẽ có gì thay đổi hay sao đốn ngã được bọn chúng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi vậy thì chi bằng chúng ta cố gắng nhanh chân tìm kiếm mục tiêu còn hơn nghe xong lời nói cũng như là mệnh lệnh vài người đã hô lớn vâng dạ không thôi hư tán tử nhớn mày mặc dù không nói với các đệ tử nhưng ông ta có lý do khác để vội vàng như thế sau khi kết thúc trận chiến ban nãy thì đã cảm nhận được luồng khí tức rất mạnh từ phía sau không biết thân thế của kẻ phát ra loại khí tức đó là gì nhưng một kẻ mang sức mạnh như vậy tham gia cuộc hỗn chiến ở phía sau sẽ tạo ra một biến số không hề nhỏ nếu như cứ nhảy vào giúp đỡ và chủ nhân của khí tức đó xuất hiện thì mọi chuyện sau đó có thể trôi theo hướng mà không ai có thể biết được không khó để dự đoán được việc gì sẽ xảy ra nếu như hỗn nguyên đan rơi vào tay những kẻ cầm thú kia nên trưởng lão võ đang quyết định hy sinh vì đại cục mục tiêu để võ đang mạnh hơn chỉ xếp thứ hai mà thôi việc ưu tiên nhất lúc này chính là không để hỗn nguyên đan rơi vào tay lũ người phía sau kia hư tán tự tin rằng điểm đích cuối cùng của ngôi mộ khủng khiếp này không còn bao xa nữa cương thi là thứ mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chế ngự chỉ nghĩ đến việc phía sau còn có những thứ gớm ghiếc gì cũng đã khiến ông ta mệt mỏi dã rời rồi quả đúng là phải thí mạng thật vì những người thuộc phái võ đang bị bỏ lại đang rất vất vả chống đỡ các nhân sĩ võ lâm bọn họ hô hào nhau mau mau chạy về chỗ của sư huynh hư tán nhanh còn kịp sư huynh bọn đệ không thể cầm cự thêm được nữa vì đợt tấn công quá dữ dội nên một trưởng lão đã phải hét lớn cầu cứu nói là muốn dứt đấy nhưng không chỉ một câu nói mà có thể buông bỏ được hư hán tử vô thức nhìn lại rồi phun ra mấy lời chửi rủa những con chuột võ đang đang trốn chạy kia các người nghĩ có thể sống sót rồi rời khỏi đây hay sao những tiếng thét của kẻ thù vang vọng khắp hang động đuổi theo bọn chúng không được để thần binh rơi vào tay bọn chúng hãy quét sạch võ đang cứ như vậy một cao thủ vung khí giới lên thì uy áp bắn thẳng về nơi những đệ tử yếu ớt võ đang kia dường như ở trong đây cái môn phái này muốn đối địch với tất cả và bọn họ là mục tiêu hàng đầu cần phải loại bỏ tất cả những chuyện xảy ra đang ăn mòn sức lực của các đệ tử khiến cho mọi người không một phút giây nào được nghỉ ngơi trưởng lão hư không biết không thể chậm trễ nên đành đưa thân mình ra chống đỡ không cần phải để ý đến bọn chúng nữa các con hãy mau đến chỗ hư tán sư huynh của ta đi vậy là nghe lời trưởng lão tất cả liền bỏ đi để mặc lại một mình võ đang chi kiếm đối phó rõ ràng thì nếu tay đôi khả năng cao người này sẽ giành phần lợi thế hơn tuy nhiên ba hoặc bốn đánh một thì kể cả so với nội công cũng chẳng phải là một chuyên đơn giản hư tán tử cắn chặt môi rồi tiếp tục dồn chân khí tăng tốc về phía trước nơi này quá nhiều bẫy bóng tối thì kéo dài vô tận nếu cứ tiếp tục lang thang thì có thể rơi vào tâm ma mất Dược tiên dù có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể tạo ra được những thứ chỉ có ở trong truyền thuyết ví dụ như là cương thi chẳng hạn với những ý nghĩ của mình thì hư tán tử cho rằng đây có thể xem là thứ nằm ở mức độ khó nhất trong số những gì mà dược tiên đã tạo ra. Điều này cũng có nghĩa là điểm cuối cùng của ngôi mộ sẽ không còn bao xa nữa. Đang mải nghĩ ngợi lung tung thì một đệ tử từ sau lưng đã nhắc nhở trưởng lão phải để ý kỹ lên phía trước đi. Khi đến phía cuối hang động ánh sáng rực rỡ bao phủ tầm nhìn của Hư Tán Tử. Ngay khi quen mắt với ánh sáng, ông ta kinh ngạc trước cảnh tượng trải dài. Nó như thể là gần lắm rồi nhưng cũng xa tít tắp vậy. Tất cả những gì trưởng lão võ đang muốn chỉ có một mà thôi, chính là phương pháp chế tạo Hỗn Nguyên Nan. Không quan tâm ai sẽ có được thần binh hay gì cả thứ đó sẽ chỉ là hạt giống cho sự hỗn loạn mà thôi. Nói theo một cách dễ hiểu thần binh chính là thứ gây hại về lâu về dài phải chạy thêm một lúc lâu thì đoàn người nối đuôi nhau của phái võ đang mới dừng lại tất cả đều thở không ra hơi và chả ai biết đã đi được bao xa nữa về phần của trưởng lão thì không có gì phải mệt mỏi cả bởi vì ông ta không rảnh để làm việc đó mà chỉ nhìn liên tiếp về nơi ánh mắt đang trông theo kia sau khi đi hết hành lang dài thanh thang của đường hâm thì một cánh cửa mở ra tiếp theo những đệ tử lũ lượt đi theo hư tán từ sau khi người này chủ động tiến vào và nhìn lên trên cao một vách đá sừng sững trước mặt và ánh sáng rực rỡ là từ phía trên vách đá đó chiếu xuống đây không phải là ánh sáng phát ra từ dạ minh châu nếu xét về độ cao thì nó quá cao và dùng khinh công thì chưa chắc là bay lên đỉnh được. Có lẽ ngoài lối vào mà họ vào còn có lối đi khác nữa vậy còn hỗn Nguyên Đan thì sao? Nếu như nơi này là điểm tận cùng rồi thì rốt cuộc hỗn Nguyên Đan đang ở đâu? Đôi mắt của hư hán tử đã không bỏ sót không gian lối ra giữa vách đá. Đúng là có thứ gì đó nếu như đây là tận cùng của kiếm chủng thì rõ ràng nơi có ánh sáng kia chính là lối ra. Dự tiên để lại thứ gì cho thế hệ sau chắc chắn nó phải ở giữa vách đá ta có thể thấy được một lỗ nho nhỏ. nhỏ với con mắt nhìn đời tinh tường của mình trưởng lão võ đang khá chắc chỉ cần đi được đến đấy thì sẽ có được đan dược thần kỳ cũng như cách điều chế chỉ có đúng người này là võ vị cao hơn tất thảy cho nên luồng khí lực mạnh mẽ kia đã khiến cho ông ta sợ hãi cảm nhận được cùng lúc này một vài đệ tử khác sau khi được giải vây bởi võ đang chi kiếm cũng đã chạy tới nơi hư tán tử trở nên lo lắng hơn bao giờ hết vì điều không mong muốn đang xảy đến theo miêu tả của trưởng lão trước đó thì khí tức không hề nhỏ mà phải gọi nó là bá khí thì sẽ chính xác hơn vượt qua hang động tối tăm một vài bóng đen đang dần tiếp cận bọn chúng với tốc độ của một tia chớp Vậy là Hoa Sơn Thần Long đã bắt kịp được Võ Đăng và anh đang tỏ ra rất khẩn trương, nếu muốn biết sau đó như nào xin mọi người hãy để lại một like một xe cho bé khôi gì view nha. Vách đá gần như dựng đứng như không cho phép con người tiếp cận đến. Nó ở độ cao mà không phải cứ dùng khinh công có thể leo lên được. Có bò cũng phải leo được lên đó ngay lập tức đây là những gì mà hư tán tử đang hối thúc. Lần lượt những đệ tử võ Đăng còn sống sót ở trong mộ kiếm chủng đã vội vàng làm theo. Sau khi bọn họ nghe lệnh từ trưởng lão thì ai nấy cũng đang đồng loạt bám vào vách đá rồi nhanh chóng leo lên. Những kẻ đuổi theo phía sau bọn chúng cũng nhanh chóng đến nơi lũ võ đang đang trèo lên vách đá kìa mau bám theo phần đa các võ giả đều sợ đồ tốt sẽ vào tay bọn họ tuyệt đối không để thần binh rơi vào tay bọn chúng vô số những tiếng hò hét vang lên những kẻ tham vọng bắt đầu leo lên vách đá với ánh mắt đỏ rực có lẽ một số tên đã nghĩ rằng cho dù có phải chết ở đây thì cũng mong muốn phải được nhìn thấy tất cả sự thật mà thiên hạ đang đồn đoán hư tán tử dẫn tới tím mặt vì không sao ngăn lại được những con người tham lam bên dưới hay chính lão cũng là người tham lam các đệ tử hoa sơn dùng hết sức bình sinh để chạy mau mau nhanh cái chân lên không là bị cướp mất hết đồ ngon ấy còn thanh minh thì không phải ở đằng trước mà lại đang ở phía sau rút kiếm ra đuổi theo bọn họ chưa kiệt tuyệt đối không phải đang là mình là mẩy đã cố gắng hết sức để chạy rồi nhưng lại thiếu nội công thì biết làm thế nào được nam chính bỗng chốc vọt lên phía trên đã chạy được bao lâu đâu mà đã thở hồng hộc rồi bởi vậy nên thường ngày ta mới bảo luyện tập khinh công đi còn gì cái tên này không phải là con người mà đúng là thứ vô lương tâm chưa Kiệt vắt cả chân lên cổ vẫn không theo kịp nhìn thấy lưỡi kiếm hung tợn cùng ánh mắt như sắp phát điên lên đó thì có muốn thả lỏng đôi chân cũng không thể làm nổi thanh minh và mọi người đều nhìn vào cậu ta như thể là biết hết được đang nghĩ gì vậy nam chính từ đằng sau đâm kiếm phồng phập vào lưng chiêu kiệt mắt mũi trợn trừng lên chỉ thấy toàn lòng trắng cái lũ khốn kiếp đó bây giờ đang lẻ lưỡi liếm đồ của ta và định mang nó đi còn gì huynh muốn thấy cảnh chúng ta chết cả đám sao chiêu kiệt gào lên tăng tốc có lẽ người này chỉ ước gọi được thái thượng lão quân giáng trần mà đánh chết cái tên sư đệ độc ác này đi rõ ràng thì cái trò mà thanh minh đang làm thì lại có hữu hiệu vì bạch thiên chạy còn nhanh gấp đôi bình thường việc anh hối thúc các đệ tử khác đến mức này đều có lý do vì cả đám người kia đang không tiến thêm về phía trước nữa điều đó có nghĩa rằng bọn chúng đã đến điểm tận cùng và nơi đó nhất định sẽ có hỗn nguyên nan đã phải khổ sở biết bao nhiêu mới đến tận đây cơ chứ tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh bọn chúng lấy mất hỗn nguyên đan rồi tẩu thoát được thứ đó cũng chẳng biết là của ai nhưng hoa sơn thần long cứ gào lên nhận là của mình thật là ghê gớm không riêng gì các đệ tử hoa sơn phải khổ sở vì thanh minh mà vẫn còn có những người khác nữa một giọng nói thống thiết vang lại từ phía cuối hang động hoa sơn thần long đợi ta với hồng đại quang thể thảo nhà ngươi bóc lột sức lao động của ta cho đã rồi giờ bỏ ta lại mà đi sao theo sau gã là vô số các ăn mày cũng chạy bán sống bán chết cả đường hành lang rộng thênh thang vang lên những tiếng huỳnh huỳnh Phân đà chủ người đi trước đi bọn tôi không được đâu, một ăn mày đã thở không nổi và hứa cho dù có chết cũng còn hơn là chạy ngay cái lúc này. Hồng Đại Quang nghiến chặt răng rồi đá vào mông đám ăn mày. Tên ăn mày bị đá vào mông mắt trợn trừng lao vào gã tại sao người lại phang thuộc hạ thế? Tại sao mình không làm được như tên tiểu tử đó nhỉ? Hồng Đại Quang đã nhận ra được một điều rằng việc bắt nạt người khác không hề dễ dàng hắn ta đẩy tên ăn mày lao vào mình ra với tốc độ nhanh như gió. Bắt đầu sư thúc Bạch Thiên là người dẫn đầu đã sắp tới nơi lắm rồi. Các đệ tử Hoa Sơn đồng thanh hô to trong sự vui mừng đương nhiên là niềm vui sướng vì bây giờ có thể thoát khỏi cái tên tiểu tử ác độc này nhiều hơn so với niềm vui sướng vì đã đến được đích từ lúc nào mà chiêu kiệt đang thở hồn hển ở vị trí dẫn đầu cậu ta nhảy vào lối ra thế rồi ngay lập tức mắt mở to nhìn phía trước thanh minh cũng không còn bạo lực hành hạ đồng môn sư huynh nữa ánh sáng rực rỡ kia chiếu dọi vào hành lang và cả nhóm biết đích đã tới rồi soạt một phát chiêu kiệt dẫn đầu vội vàng dừng lại mà chẳng thèm nói năng câu nào đập vào mắt người này là một cảnh tượng không thể tin nổi nữa ánh sáng chiếu dọi đến chẳng nhìn rõ một cái gì cả sau khi dụi đi dụi lại thì một vách đá dựng đứng hiện ra ngay trước mắt những võ giả đang liều mạng leo lên vách đá đó khiến cho mắt của chiêu kiệt run lên sau khi nhìn thấy thanh minh xông ra nhìn vách đá với ánh mắt sáng lấp lánh ngón tay của hoa sơn thần long chỉ vào nơi đang lộ ra ở giữa vách đá vốn dĩ nó nằm tít phía xa nên chỉ thấy nó lộ ra một chút nhưng chắc chắn rằng không gian đó thừa sức để khoảng chừng 100 người có thể chui lọt chiêu kiệt ngứa người ra nhìn vách đá thế rồi cũng hiểu thôi chạy việt xã cũng sẽ đến màn leo núi cũng chưa rõ cả nhóm sẽ làm gì nữa vì ai nấy cũng đều chờ đợi ý kiến của thanh minh dần dần khóe miệng của chiêu kiệt lại tiếp tục nhăn nhở trong số các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba của hoa sơn không có ai là không thể leo lên vách đá nhờ vào những buổi tập luyện của cái tên không phải con người kia mà chẳng phải bọn họ ngày nào cũng phải leo lên đoạn trường nhai cao gấp 5 lần thế này hay sao tiếng hét của đệ tử hoa sơn vang lên từ dưới khiến cho những nhân sĩ võ lâm phải trừng mắt nhìn xuống bọn họ đã đạt được đến cảnh giới có thể ngủ gật một lát khi đang leo vách đá từ lâu rồi việc leo vách đá bây giờ chẳng khác gì là vận động nhẹ sau khi ăn cả chắc dược tiên chưa đến hoa sơn bao giờ nhỉ chiêu kiệt gào lên ánh mắt tham lam lộ ra các đệ tử hoa sơn không chờ đợi lời nói nào từ thanh minh bọn họ dùng hết sức mình bám vào vách đá quả nhiên công sức bỏ ra và ăn hành ngập mùm thì cũng có ngày hái quả chứng tỏ là hoa sơn thần long cũng không hề xấu tính như những gì mà sư cô sư thúc sư huynh chém gió mỗi lần trải qua những đợt tập luyện như địa ngục ấy bọn họ chỉ biết chỉ rủa rồi lại chỉ rủa không ngờ mấy cái trò tập luyện vô bổ không biết dùng và đâu đấy lại có thể phát huy tác dụng tại nơi này đây không phải vấn đề mạnh hay không mà là vấn đề về sự thành thục những người đứng xem không đời nào lại có thể biết chuyện đó hai tay hai chân không chút nghỉ ngơi cả nhóm hệt như đang bò trên mặt đất bằng phẳng nói chính xác hơn thì các đệ tử hoa sơn còn leo lên vách đá với tốc độ nhanh hơn cả vậy nữa lại còn không chỉ một mà đến tận năm người đều như vậy dù biết rõ bây giờ không có thời gian để đứng đấy cảm nhận sự hoang đường nhưng bọn họ không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng này được dù không có đủ năng lực để có thể leo lên vách đá nhưng cũng không thể nào từ bỏ thần binh đám người đứng ở phía dưới bắt đầu ném binh khí cản trở những người đang trèo lên trên và trong mắt bọn họ những kẻ cần phải cản trở trước tiên đương nhiên là các đệ tử hoa sơn Trương Kiệt đang mải đu bám thì cũng hứa người cảm nhận có một trường kiếm sắp đâm vào lưng mình. Mai Thay Hoa Sơn Thần Long đã lao xuống vách đá thể hiện màn chém hoa quả cho các nhân sĩ võ lâm chiêm ngưỡng. Bọn chúng không đi được nên giờ bảo người khác cũng đừng đi đấy, có vậy đi nữa thì làm gì đến mức ném kiếm vào người bọn ta chứ. Thanh Minh hét lớn nhắc nhở mọi người cứ tiếp tục đi binh khí ở bên dưới này hãy để cho ta chặn. Nói là như thế nhưng số lượng những người ở bên dưới là quá đông và một mình nam chính không thể nào làm hết nổi được. Hàng chục những khí giới ở bên dưới đều được ném mạnh lên phía trên. Để làm thế nào mà đòi chặn hết mấy thứ này chứ chiêu kịch vừa bò chậm lại vì sợ thành con nhím mất. Lo là cũng phải thôi vì thanh minh còn đang cảm thấy bó tay nữa là. Ngay lúc này đây một tiếng nói từ tít dưới vang lên rất lớn nghe phong phanh được mấy từ khốn nạn. Thì ra là Hồng Đại Quang và các đàn em đang chạy tới từ bên trong hành lang. Này mấy cái lũ khốn kia đừng có mà động vào Hoa Sơn Thần Long đấy. Hồng Đại Quang đến sau cùng đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Gã bắt đầu điều binh khiển ăn mày lôi hết những nhân sĩ võ lâm kia để cầm chân lại. Hãy xử hết cái lũ khốn này đi nào Hoa Sơn Thần Long đừng bận tâm chuyện ở dưới này mau leo lên đi. Thanh Minh tặc lưỡi cứ làm như bản thân đang đứng ra giúp được một chuyện to lớn lắm vậy. Thế là không thấy ai ném vũ khí lên nữa, nam chính quay lại vào vấn đề quan trọng kia. Sự cản trở vừa mất đi thì tốc độ cũng được gia tăng rất nhiều. Chư Kiệt nhanh chóng dùng hai tay hai chân một cách triệt để trèo lên vách đá. Hư Tán Tử nhìn chừng chừng một đám võ giả với khí thế khủng khiếp từ phía dưới đang đuổi kịp bọn họ. Tốc độ leo lên vách đá của các đệ tử Hoa Sơn nhanh như khỉ vậy. Những kẻ đã khiến mọi việc gian nông nổi này không ai khác mà chính là cái lũ đó. Vừa nghĩ đến sự thật này là trưởng lão võ đang lại không thể nào kìm chế được sự phẫn nộ đang dâng trào dưới chân ông ta như xuất hiện một vòng xoáy thế rồi cơ thể bắt đầu lao vút lên thanh minh đã buông lời cảm thán từ phía dưới về chưa thức thê vân tung đây là một bộ pháp của võ đang khi đạt đến mức điều luyện thì bộ pháp này có thể khiến con người ta bay cao lên không trung đến hơn 10 trượng ánh mắt thanh minh như một kẻ điên phải khổ sở thế nào mới đến được đây sao có thể đứng chơi chơi nhìn tên khốn võ đang cướp mất hỗn nguyên đan được cũng không rõ hoa sơn thần long dùng thủ pháp gì chỉ thấy anh bay thẳng lên mà chẳng còn quan tâm đến sự an toàn của những sư huynh sư thúc nữa các đệ tử hoa sơn lúc đó chỉ biết hoài nghi vào những gì đang nhìn thấy Nam chính đột nhiên cởi giày ra rồi ném đi anh bắt đầu chạy trên vách đá, có chết đi nữa thì ta cũng phải ăn được nó. Cơ thể Hoa Sơn Thần Long đồng thời di chuyển với tốc độ khủng khiếp chạy lên phía trên đã khiến cho Hư Tán Tử nhìn xuống với vẻ mặt kinh ngạc. Tuy xuất phát chậm hơn nhưng tốc độ chạy trên vách đá của Thanh Minh chắc chắn nhanh hơn tốc độ bay vụt lên cao của Hư Tán Tử, định qua mặt ta hay sao cái đồ quát con Hoa Sơn ngạo mạn kia. Hai người bọn họ như đang chạy đua với nhau xem ai lên khỏi vách đá trước tiên lại còn đua với một tốc độ khủng khiếp, Thanh Minh dùng hết sức mình nghiến răng dẫm vào vách đá và lao tới như đang chạy trên mặt đất, bên này Hư Tán Tử cũng đạp lên không trung bắn mình lên trên. Cả hai gần như đồng thời vọt ra lỗ hổng trên vách đá chính là mục tiêu mà bọn họ hướng đến. Chúng ta hãy cùng dự đoán xem ai là người sẽ lấy được Hỗn Nguyên Đan đầu tiên nha. Nếu như muốn biết thêm chi tiết mọi người hãy theo dõi bé Khôi để cùng chờ đợi xem Hỗn Nguyên Đan có tác dụng đúng như trong truyền thuyết không nhé. Ở tập trước thì Hoa Sơn Thần Long cùng với trưởng lão của võ đang đã tiến vào vị trí nơi ngôi mộ của Dược Tiên. Vừa mới tới được nơi thì Thanh Minh đã vội vàng đảo mắt để nhìn ngó xung quanh anh đã nhìn thấy nơi có các thanh kiếm được cắm sát vào nhau mặc dù có xe lẫn một vài cây thương hay đao nhưng đa số đều là kiếm cuối cùng thì thanh minh cũng có thể xóa bỏ được sự nghi ngờ khiến bản thân bức bối từ khi đặt chân tới đây đúng lúc đang định di chuyển đến thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên nhà ngươi đúng là hoa sơn thần long phải không nếu như thanh minh không cướp tàng bảo đồ từ tay vô chấn rồi đi rêu giao khắp nam dương thì trưởng lão này đã không phải vất vả như vậy và hoa sơn cũng không thể xâm nhập vào nơi này nam chính không cần biết người này là ai vì anh chỉ có muốn hỗ nguyên đan ở trong tay mà thôi nên đã cộc lốc trả lời chẳng hiểu đối phương nói cái quái gì cả hư tán tử không biết nên xem nam chính là một kẻ thông minh hay gian ác nữa nhà ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà thể hiện được năng lực rất xuất chúng ta công nhận năng lực và mọi việc ngươi làm đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta đấy nhưng chỉ đến đây mà thôi ngươi hãy yên lặng quay về đi ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay hư tán tử bắt đầu cau mày và hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện vì thanh minh chỉ là đệ tử đời thứ ba trưởng lão này thừa biết hoa sơn thần long đã sử dụng kế ngao sò tranh nhau để trực chờ thời cơ hưởng lợi trong chuyện này nếu như còn tiến thêm một bước nữa thì kiếm của ta sẽ tiễn nhà ngươi đi xuống suối vàng đấy Hoa Sơn Thần Long nhìn thẳng về phía của trưởng lão võ đang cũng có chút dùng mình. Nam Chính đã cảm nhận được toàn bộ sắc khí tỏa ra từ cái con người này. Nhưng mà tại sao nhà ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc hay sao Thanh Minh nói? Miệng thì bảo cho qua mà sắc khí tỏa lên đùng đùng cứ như thể là ngươi đang muốn kích động ta vậy. Tại sao nhà ngươi lại muốn tha cho ta trong khi ta lại đang đứng ở nơi này nhỉ? Hư Tán Tử không thể đáp lời bởi vì không biết bằng cách nào Thanh Minh lại có thể biết được thâm tâm ông ta đang nghĩ gì. Cho đến lúc nghe thấy được câu nói của Hoa Sơn Thần Long thì trưởng lão võ đang mới nhận ra là mình đã tỏa ra sắc khí nếu chỉ thâm độc thì hắn không có gì nguy hiểm cả bởi vì dù có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng nếu so sánh với hậu duệ của gia cát lượng hay những kẻ nhuần nhuyễn binh pháp thì cũng vẫn dễ sơi hơn thế nhưng sau khi gặp thanh minh vị trưởng lão mạnh mẽ có thể coi là nhất nhì của võ đang đã thay đổi suy nghĩ ta thừa nhận tên đó rất nguy hiểm dù đi tới đâu các đệ tử võ đang cũng không bao giờ bị tụt lại phía sau so với các võ giả khác thế nhưng họ lại không thể vượt qua hắn không biết chừng sắc khí mà ta vừa mới tỏa ra ở trong vô thức lại chính là ngã tâm của ta bây giờ hư tán tử đang trải qua cảm giác giống như tư mã thăng của tông nam ngày xưa sát ý bây giờ có lẽ còn thâm độc hơn tư mã thăng rất nhiều đúng như ngươi nói bây giờ ta đang không giữ được chữ đạo của mình vì vậy nên ngươi đừng khiến ta gây ra tội ngươi đang khiến ta lay động đến mức toàn bộ tu dưỡng mà ta tích lũy bấy lâu nay đều sẽ sụp đổ hư tán tử lại tiếp tục nghiêm giọng và đuổi thanh minh trở về giống như là đang đuổi một đứa trẻ con vậy Nan chính bắt đầu nhìn trưởng lão của võ đang theo một cách miêu tả như là điều gì đó thần kỳ lắm nếu có người chết trong một trận hỗn chiến thì sẽ không có ai bị truy cứu trách nhiệm cả mặc dù ông ta có thể bị người đời chỉ trích khi biết có dính líu đến một vụ sát nhân và khiến mọi chuyện rối tung lên nhưng chắc chắn ông ta không thể nào rút lui và bỏ qua hỗn nguyên đan chỉ vì sợ bị chỉ trích được thế nhưng hư tán tử vẫn một lần nữa khuyên thanh minh hãy quay về điều đó có nghĩa là bây giờ sẽ không giết nam chính dù tương lai tên đạo sĩ trẻ tuổi này sẽ trở thành mối lo ngại đối với võ đang ông ta vẫn dành cho ta một đường lui có lẽ đó là lý do mà cái tên võ đang vẫn vang danh khắp thiên hạ đã đến nơi này rồi dù không vừa mắt những kẻ khác thì hắn vẫn đang giữ chính đạo của mình nghĩ là như vậy thì thanh minh cũng tiến lên thêm vài bước và rất sát với ngôi mộ của dược tiên cho dù võ đang có ghê gớm tới mức như thế nào nhưng chỉ với vài lời ham dọa như vậy thì làm sao có thể khiến cho hoa sơn thần long phải sợ hãi được cơ chứ toàn thân của hư tán tử bắt đầu bộc phát khí lực rất mạnh mẽ nhà ngươi rượu mời mà không muốn lại muốn uống rượu phạt hay sao rượu phạt của các ngươi nặng quá nên lúc nào ta cũng chỉ nốc được một nửa là đã say rồi vậy nên chúng ta đừng phí lời nữa cứ lao vào đánh luôn đi hư tán tử xông lên như thể không cần nhiều lời thanh minh cũng xông vào phía hắn trưởng lão võ đang đã cố kìm nén sát tâm muốn chém bay đầu thanh minh ngay lập tức mà thả đi nhưng nếu cái tên đó đã muốn như vậy thì hư tán tử cũng không cần phải tha cho nữa cả hai người cùng bay lên phía trên nơi những thanh kiếm đang được cắm chặt cứng một luồng kiếm khí mạnh mẽ đâm thẳng về phía của thanh minh nó hệt như một tấm lụa xanh giữa hư không dù rất giống với kiếm khí của vô chấn nhưng nó lại có điểm khác có lẽ lần này thanh minh cũng không thể chiến đấu với tư thế ngạo mạn trước giờ của mình nữa đối thủ của anh là trưởng lão mạnh gần như nhất nhì võ đang người này là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mà thanh minh đã gặp cho tới bây giờ nam chính dồn sức vào cánh tay đang nắm chặt thanh kiếm dù kiếm pháp hư tán tử theo đuổi là gì đi chăng nữa nhưng trong kiếm pháp này lại hoàn toàn không có một chút cảm giác nào muốn áp đảo thanh minh Ngược lại nó chỉ chứa đầy sát tâm muốn giết chết ngay lập tức mà thôi. Nếu là Thanh Minh trong quá khứ thì có thể đập nát thứ kiếm khí này chỉ bằng tay không. Thế nhưng đối với Thanh Minh của hiện tại thì kiếm khí này quá đủ để uy hiếp bản thân rồi. Quan trọng hơn là nguồn chân khí khổng lồ đang được dồn nén trong luồng kiếm khí ấy khiến Hoa Sơn Thần Long trở nên căng thẳng. Nếu như dính phải một chiêu thôi cũng thịt nát xương tan nhưng Thanh Minh không hề e ngại mà tiếp tục chủ động tấn công. Những ai nhìn thấy luồng kiếm khí mềm mại của võ đang cũng đều phải ngậm miệng lại. Hư Tán Tử hét to rồi xông lên phía trước và kiếm khí của hắn lại một lần nữa chém về phía Thanh Minh với cách thức đối chiến này là một sự liều lĩnh khủng khiếp khi kiếm khí xít chút nữa đã cắt thân thể của hoa sơn thần long ra làm hai thật là quá nguy nan khi lần đầu tiên thanh minh phải nhân nhó mặt mày thiên hạ thường hay dì tai nhau rằng kiếm pháp của võ đang tương đối là mềm mại và uyển chuyển so với thực tế cảm nhận của nam chính lúc này thì không hề như thế một chút nào cả trong đầu thanh minh vô thức chửi tục vì cái độ mềm mại vớ vẩn này đánh người ta thành một đống bầy nhầy mà còn bày đặt mềm mại vớ vẩn thật đấy thứ kiếm khí tựa như giải lụa màu xanh ấy không ngừng lao thẳng về phía thanh minh Nam chính hô một tiếng lấy khí thế rồi bay người về hướng kiếm khí đang lao tới, ngay lập tức anh nhảy đạp lên kiếm khí đó rồi xông về phía trước. Hư Tán Tử ngạc nhiên đến mức hai mắt sắp rớt ra ngoài hắn vậy mà dám đạp lên kiếm khí sao? Sử dụng chân khí như tứ chi là một cảnh giới mà trong mơ cũng không có ai dám nghĩ tới đây là chuyện ngay đến cả Hư Tán Tử cũng không dám thử. Mặc dù không biết đã làm điều đó bằng cách nào nhưng Hư Tán Tử không thể phủ nhận những gì mình đã tận mắt trông thấy. Trưởng lão lại hét to rồi xông lên phía trước và kiếm khí của hắn lại một lần nữa chém về phía Thanh Minh. Nam chính tỏ ra cẩn trọng hơn vì biết được mình đang phải đón nhận một sát chiêu vô cùng mạnh mẽ. Sóng xung kích lan tỏa làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Những thanh kiếm đang được cắm dưới đất cũng lay động rồi dần dần nhô lên. Thanh Minh gồng hết sức có thể và giơ hai tay dương kiếm ra đỡ lại đòn công kích này. Thật không thể tin nổi thế trận đang rằng co dữ dội giữa đệ tử đời ba của Hoa Sơn và trưởng lão của võ Lang Nếu như trưởng môn nhân Hoa Sơn thấy cảnh này thì chắc đứt mạch máu não mất thôi vì ông ta vốn lo cho đồ đệ của mình. Để đỡ lại kiếm chiêu đó từng giọt máu trong cơ thể Hoa Sơn Thần Long đã phun ra luồng năng lượng từ chiêu thức kia đã tỏa ra thứ ánh sáng khiến người xem chói cả mắt. Dầm một phát bước chân nặng nề của thanh minh như thể sắp quỵ xuống. Một sự việc quá khó tin nữa lại diễn ra thế kiếm này đã được nam chính chặn lại hoàn toàn. Tuy rằng đã chặn được và khiến cho trưởng lão võ đang phải thất kinh nhưng hậu quả phải chịu là lục phủ ngũ tạng bị đào lộn một cách nặng nề. Không phải đệ tử đời thứ nhất cũng không phải đệ tử đời thứ hai chỉ là một đệ tử đời thứ ba chưa quá tuổi đôi mươi vậy mà tên đệ tử đời thứ ba đó đã chặn được thanh kiếm chứa toàn lực của hư tán tử vậy ra việc ngươi thắng vô chấn không phải chuyện đùa rốt cuộc ngươi đã dùng cách nào để chặn đòn vậy hả tên nhãi danh kia giữa chúng ta đâu phải là mối quan hệ có thể nói chuyện với nhau thanh minh thở phì phò đáp lại nếu muốn nói chuyện thì ngươi hãy bớt bớt cái sức mạnh đang truyền vào kiếm đi thanh minh đá mạnh vào thanh kiếm của trưởng lão võ đang và tụt lùi ra phía xa tiếp tục thủ thế có lẽ sau trận đọ sức vừa rồi hư tán tử cũng có khá nhiều điều muốn nói chăng ông ta nhìn kỹ cái tên đệ tử đời ba của hoa sơn vang danh thiên hạ và nói theo một cách rất trịnh thượng mặc dù thu nhận đệ tử của các môn phái khác là một điều cầm kỵ nhưng nếu ngươi muốn thì dù có phải dùng cách gì chăng nữa ta cũng sẽ nhận ngươi làm đệ tử võ đang nếu ngươi đã có tài như vậy thì việc học lại võ công chỉ là một chuyện nhỏ thôi ngươi hãy gia nhập võ đang ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử nhất thế thực ra thì lời đề nghị này cũng không có gì là quá sau khi đã được chiêm nghiệm thứ sức mạnh kinh khủng của hoa sơn thần long hư tán tử tiếp tục bồi thêm câu nói khiến nam chính khá chú ý ta sẽ biến ngươi từ đệ tử nhất thế rồi về sau trở thành trưởng môn tiếp theo của võ đang thực tế thì thanh minh trong lòng cảm thấy lời đề nghị này quá là hấp dẫn đi ngài bị mất trí rồi à sao lại muốn cướp đệ tử của môn phái khác thế gạt bỏ đi tạp niệm nam chính đáp lại nhìn thấy biểu cảm đó như hư tán tử không hề nản chí mà bỏ cuộc mặc dù ta rất tán dương việc ngươi có tình cảm sâu nặng với môn phái của mình nhưng cơ hội đến thì ngươi phải biết nắm bắt chứ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt làm trưởng môn của võ đang chẳng tốt hơn làm đệ tử của hoa sơn sao đang tính câu dẫn thêm nữa thì thanh minh gào lên và quả quyết xây nâu no. trưởng lão võ đang tiếp tục đưa ra các trích dẫn tiềm lực các thứ võ đang đều hơn hoa sơn tại sao mà lại không biết suy nghĩ cơ chứ võ đang của ta có thể cho ngươi nhiều thứ hơn là hoa sơn ấy Thanh Minh lại thở dài anh yêu cầu đối thủ hãy mau dừng cái trò bám dai như đỉa đó lại. Thế rồi để quả quyết cho tương lai của mình, Hoa Sơn Thần Long nhìn thẳng vào mặt hư tán tử. Sau đó thì Thanh Minh cao giọng khẳng định không có hứng thú làm đệ của người yếu hơn mình. Nghe xong lời đó, trưởng lão Võ đang chắc sắp tức lộn cả ruột gan mất. Nếu là người khác thì có thể họ sẽ bị mê hoặc, Võ đang lừng lẫy thiên hạ lại nhận làm đệ tử thậm chí còn nâng hẳn lên một bậc làm trưởng môn. Thế nhưng người đứng ở đây lại là Thanh Minh chứ không phải người khác. Nan Chính dùng hết sức sau câu nói ấy rồi bật nhảy lên tít trên cao sát với trần của hang động sau đó hoa sơn thần long đá mạnh thanh kiếm với một tốc độ kinh khủng thẳng tới chỗ hư tán tử Xét một pháp phải miêu tả từ ngữ hay chuyển động đó như là siêu thanh vậy nó vọt qua quá nhanh giống như cái cách thanh minh từng làm với vô chấn đệ ruột của hư tán tử cách đây không lâu bên ngoài trấn nam dương sau khi cảm nhận được ý lực mạnh bạo đó bất giác mồ hôi trên trán chảy xuống và ánh mắt người này nhìn thẳng vào thanh kiếm dỉ xét ngay sau lưng mình từ phía trên không kia thanh minh tiếp tục khẳng định lại một lần nữa toàn bộ những thanh kiếm như có thần lực bay theo và nam chính tiếp tục đá mạnh tới nơi trưởng lão võ đang đang chôn chân toàn bộ chân khí được bộc phát và tiếng nói lớn vang lên võ đang là cái quần què gì chứ khung cảnh trước mắt đã khiến cho hư tán tử trở nên dối trí và bấn loạn bóng hình của thanh minh hết xuất hiện ở chỗ này rồi lại vọt sang chỗ khác hàng chục khí giới cắm dưới đất giờ đang bay xuống hệt như là một trận mưa tên chỉ thấy trong những trận chiến kinh điển có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ vậy hoa sơn nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ đây chính là lời của hoa sơn thần long bạch thiên đang nói với một giọng nói đầy cấp bách và phẫn nộ yêu cầu chiêu kiệt ở phía sau mình hãy mau nhanh nhanh lên mặc dù bọn họ đang leo lên vách đá với một tốc độ điên cuồng nhưng khoảng cách được tạo ra ngay từ đầu là quá xa cứ cái đà này đệ tử võ đang sẽ là những người đến đích trước tuy nhiên thì chiêu kiệt trước đó với một niềm hứng khởi khá khoái chí thì bây giờ đây lại đã riêng rỉ những giọng nói như thể là mình không tài nào làm được vậy nếu như thế thanh minh sẽ phải một mình đối phó với cả đám người võ đang cho dù có quái vật như thế nào chăng nữa việc một mình đối phó với đông đảo đệ tử võ đang như thế kia là việc bất khả thi đừng nói là thanh minh cho dù là ông nội của nam chính hiện lên cũng chưa chắc làm được gì cả bạch thiên nhìn thấy chiêu kiệt hết sức quá nên cũng hết nói nổi nếu như con không muốn nhìn thấy sư đệ của mình chết thì hãy vắt kiệt sức của bản thân mà leo lên ta đi trước đây dứt lời bạch thiên bắt đầu tăng tốc độ leo lên phía trên lưu lê tuyết bám ngay sau anh ta cho dù bọn họ đã cùng nhau tập luyện đi chăng nữa thì nói gì thì nói bạch thiên và lưu lê tuyết vẫn là đệ tử đời hai còn nhuận tông và chiêu kiệt là đệ tử đời ba và trên lịch trình độ giữa hai tử bối vẫn là rất lớn lại nói đến hoa sơn thần long thì giờ này anh đang vẫn đánh tay đôi với trưởng lão võ đang ở trên không trung thanh minh liên tiếp phi kiếm tấn công hư tán tử mặc dù đã đưa kiếm lên đỡ nhưng ông ta vẫn không thể ngăn cản được việc cơ thể bị văng ra Hư tán tử cắn chặt môi vì đã bị đẩy ra khỏi vách đá nhà ngươi định khôn lỏi đến bao giờ đây, cho dù có là thần binh đi chăng nữa thì cũng chỉ là một vật được rèn từ sắt mà thôi. Nó đã bị bỏ mặc ở trong hang động có độ ẩm cao như thế này suốt 200 năm qua nhà ngươi nghĩ một thanh kiếm không có chút nghĩa khí có thể uy hiếp được ta sao? Nhưng giữa chừng gã vẫn thấy được những thanh kiếm vẫn giữ nguyên được nhuệ khí ban đầu, nói thế nào thì thần kiếm không phải chỉ là cái tên gọi nó thực sự có giá trị như cái tên nó. Mục đích của những kẻ vào kiếm chủng chính là có được thần binh. Những kẻ biết được thân thế thực sự của đoạt kiếm vô ngân chính là dược tiên chỉ có võ đang cái bang và một số môn phái đứng đầu võ lâm khác ngay lúc ấy khí thế hư tán tử ngay lập tức thay đổi vì đã nhận ra đường kiếm của thanh minh không hề tầm thường phía cuối thanh kiếm bắt đầu hiện ra bông hoa mai hư tán tử vô thức phun ra lời cảm thán kinh ngạc mai hoa kiếm có vẻ như người này đã sớm biết được việc hoa sơn phái đã đánh mất bí kíp mai hoa kiếm pháp điều đó là rõ ràng và ngay lúc này đây thanh minh chỉ có sử dụng thất mai kiếm mà thôi trong lúc đối phương đang có vô số những ý nghĩ khó hiểu ở trong đầu thì anh đã lao tới và giành nhẹ cho một cước sau khi dính đòn đó thì cả thân thể của trưởng lão võ đang đã bị đẩy ra một phía rất xa thực sự thì không thể tin nổi một đệ tử đời thứ ba của hoa sơn lại có thể tay đôi được với một trưởng lão của võ Đăng. cứ như thế từ rìa của vách đá hoạt ảnh của hư tán tử đã bị bay ra mép vực một lần nữa hoa sơn thần long đã để lùi được kẻ thù và cũng là người đang muốn cướp đi hỗn nguyên nan ở trong quá khứ thì hư tán tử cũng đã được cảm nhận thứ võ công huyền diệu của hoa sơn một phái đó không hề yếu mà là do sự sắc bén của võ đang chính là sự tương khắc của hoa sơn mà thôi sau khi lấy lại được sự bình tĩnh tiếng nói của trưởng lão võ đang đã vang lên nhà ngươi còn định bày trò này tới bao giờ nữa đây nói xong ông ta lại tiếp tục lấy đà và bật nhảy về mộ của dược tiên kỳ thực thì thân pháp khá là linh hoạt bởi vì trước đó người này đã vô cùng nhuần nhuyễn thê vân tung đó là một môn khinh công chân truyền của võ đăng mà chỉ những trưởng lão hay các đệ tử nhất thế mới có thể học được khi dược tiên tạo ra mộ kiếm chủng thì hẳn là hắn cũng đã biết được những người sau này đến thì cũng chỉ nhắm vào những thứ này mà thôi tuy nhiên theo thời gian thì những thứ đó rồi cũng sẽ dỉ xét và đây chính là cảnh tượng mà người này đang muốn thấy khung cảnh những người mờ mắt vì bảo vật mà chén giết nhau rồi chạy tới nơi sâu thẳm thế này sau đó lại phải đối mặt với những thanh kiếm đã vụn vỡ và dỉ xét có lẽ dược tiên đang muốn chơi đùa với hậu thế của mình chăng Trước những suy nghĩ ở trong đầu của mình thì Hư Tán Tử cũng hiểu được thật ra thì cái người được gọi là Dược Tiên kia cũng chẳng vĩ đại gì cả. Tuy nhiên thì đối với trưởng lão Võ đang mục đích của ông ta là hoàn toàn khác với những nhân sĩ võ lâm còn lại. Ánh mắt của Hư Tán Tử đã hướng đến vị trí của Mục Hàm. Thần binh cho dù có đẳng cấp ra sao thì ngay từ đầu người này cũng chẳng hề để tâm mà thứ được đặt lên hàng đầu chỉ có một đó chính là Hỗn Nguyên An. Ngay khi nhìn thấy bước chân của Thanh Minh đứng ra để chặn lại thì tiếng của trưởng lão cũng đã vang lên có vẻ như là chúng ta có cùng một mục đích đấy. Thanh Minh tiến đến vị trí thanh kiếm của mình đang cắm ở dưới đất và nắm chắc ở trong tay. Nếu như ông muốn lấy mấy thứ vương vãi ở trên mặt đất này thì cứ lấy đi. Nghe xong những lời đối đáp đó thì khí lực từ trong thân thể của Hư Tán Tử lại tỏa ra như thể là không muốn đùa giỡn nữa. Ngược lại Hoa Sơn Thần Long cũng vậy và chĩa thẳng kiếm của mình về phía của đối thủ. Dù sao thì thời gian càng trôi đi thì nam chính sẽ càng bất lợi hơn bởi vì những trưởng lão sau của võ đang rồi cũng sẽ có mặt tại đây mà thôi. Vì thế cho nên không cần phải nói nhiều Hoa Sơn Thần Long đã lao tới. Từ thanh kiếm đã xuất hiện những bông hoa mai màu đỏ và điều này đã khiến cho Hư Tán Tử tỏ ra rất kinh ngạc sau đó thì vô thức hét lên thì ra là các ngươi đã thực sự khôi phục lại được mai hoa kiếm pháp rồi sao như đã nói từ đầu hoa sơn thần long không hề thi triển thứ kiếm pháp huyền diệu đó mà anh chỉ sử dụng thất mai kiếm mà thôi tuy nhiên điều đó cũng chẳng còn quan trọng vì cho dù thế nào cả hai cũng là những môn phái đạo gia và điều cần thiết trong lúc này chỉ là đối chiến những cánh hoa mai lúc này bây giờ đã bắt đầu nở rộ đỏ rực ở ngay tại cái nơi mà chẳng hề có một loài thực vật nào sinh sôi nảy nở được và dĩ nhiên là tất cả những thứ đó đều lao về trưởng lão của võ đang thanh minh đã gọi nó bằng một cái tên rất mỹ miều với kiếm chiêu mai hoa vũ hàng chục hoạt ảnh của hoa sơn thần long đang biến hóa vô cùng huyền ảo liên tiếp đâm mạnh nơi trưởng lão võ đang đang đứng một trận rung lắc dữ dội được nam chính tạo ra và cũng không rõ hư tán tử đã sống hay là chết sau khi tác động được một lực rất mạnh đó thì thanh minh cũng chủ động dừng lại để kiểm tra sự tình chỉ trong một cái chớp mắt nam chính đã phải tỏ ra rất kinh ngạc hư tán tử đã bắt đầu hạ kiếm của mình xuống và đỡ lại đây chính là một tư thế rất ổn định để thi triển kiếm pháp của võ đang vị trưởng lão này đã bắt đầu vẽ một vòng tròn lớn ở phía trước và trên miệng thì liên tiếp lẩm bẩm nguyên trong căn nguyên đây chính là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ đây không chỉ là mấy lời nói sáo rỗng và thanh minh cũng hiểu được điều đó vì thế cho nên trước những sự nguy hiểm trước mắt mình anh đã chủ động lùi lại để bảo toàn tính mạng ngay từ thời nguyên thủy thế giới này là duy nhất và được chia ra làm âm với dương để tạo ra vạn vật tiếng nói của trưởng lão võ đang liên tiếp vang lên không thôi vòng tròn của hư tán tử tạo ra bây giờ đây đã được chia làm hai nửa đen và trắng rồi cũng bắt đầu xoay vòng sự bắt đầu của thế giới đó chính là âm dương và thứ đó chính là thái cực. Thái cực tuệ kiếm là đệ nhất kiếm thức của võ đăng và là tuyệt kỹ làm nên cái tên tuổi nổi danh thiên hạ của môn phái này không chỉ có vậy mà bây giờ đây nó đang được thi triển bởi chính tay của vị trưởng lão mạnh nhất nhì võ đang cho nên thanh minh cũng hiểu được uy lực là đến mức như thế nào khác với kiếm pháp vụng về chỉ được gọi là cái vỏ do vô chấn thi triển thì thái cực của người này đã chạm đến chữ đạo nó vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ tất cả những cánh hoa mai được thanh minh thi triển ra bây giờ cũng bị cuốn theo vào vòng xoáy thái cực đó hư tán tử trong lòng nghĩ rằng đối phương mới ở độ tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể khiến được hoa mai nở nếu ta cứ để tên này tiếp tục tăng trưởng thêm nữa thì tương lai hoa sơn sẽ nuốt trưởng võ đang mất nếu như hắn không thể hóa giải thì chỉ có thể chết ở trong ngôi mộ này mà thôi những suy nghĩ đó còn kèm theo vô vàn sắc khí ở trong ánh mắt của hư tán tử bản thân của thanh minh ngay lúc này thì cũng không hề sợ hãi trước kiếm chiêu kia ngay bây giờ đây anh cũng khá là tự tin bởi vì cũng chẳng có ai nhìn thấy mình đang giao đấu với trưởng lão võ đàng. tất cả những gì mà hoa sơn thần long được tái sinh từ đầu cho đến tận bây giờ chỉ là bởi vì anh đang giấu đi thực lực của bản thân mà thôi rõ ràng thì thanh minh rất sợ trưởng môn nhân hoa sơn hay những sư thúc sư huynh của mình đều nhìn ra được thực lực thực sự tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì nam chính cũng không cần phải ngần ngại gì nữa cả Trước đó có lẽ cả thiên hạ này ai cũng biết được Hoa Sơn và Võ Đang chính là hai thế lực tương khắc lẫn nhau. Ở trong quá khứ Hoa Sơn đã không thể nào chiến thắng được Võ Đang chỉ là bởi vì kiếm pháp của bọn họ tương khắc, kiếm pháp thần tốc của Hoa Sơn lúc nào cũng để lộ ra sơ hở trong hậu phát chế nhân mềm mại và mạnh mẽ của Võ Đang. Nguyên khí hội tụ tại đan điền như muốn hưởng ứng ý chí của Thanh Minh, một dòng nguyên khí thuần khiết ra khỏi đan điền xoay quanh lục thể rồi dừng lại nơi đầu kiếm. Lửa lớn sẽ tắt khi đổ nước vào nhưng lửa lớn sẽ cháy to hơn nếu chỉ bị có chút nước vẩy vào tất cả các tính chất đều sẽ bị khắc chế bằng một sức mạnh to lớn hơn là một người đã sống đến cả trăm tuổi cho nên đạo lý này hoa sơn thần long không thể nào mà không biết được thái cực có chứa đạo thì những chiếc lá hứng sương mai buổi sớm cũng có thể chứa được đạo tất cả mọi thứ đều là đạo và cũng đều là tự nhiên ngay lúc này đây cả thân thể của hoa sơn thần long đã dung chuyển lên kèm theo đó là những bông hoa mai đang nở rộ ra tất cả những cánh hoa mai đang bay phấp phới trong gió đó tuy nhỏ bé nhưng nó chứa đựng lý lẽ của cả thế giới này cánh hoa mai đã nở rộ và bao trùm lấy thân thể của nam chính không chỉ có vậy mà nó còn bao trùm lấy xung quanh giống như là một khu rừng Thanh Minh đã không còn thi triển thất mai kiếm nữa mà đây chính là nhị thập tứ thức hoa mai kiếm pháp. Ở trong quá khứ thì bí kíp này đã bị Tông Nam phái lấy trộm, tuy nhiên bọn chúng lại không thể nào lãnh ngộ được chân ý ở trong kiếm pháp đó. Bởi vì chỉ có những đệ tử chân truyền của Hoa Sơn mới có thể có được những giác ngộ kia và ngay lúc này đây Hoa Sơn Thần Long đã hét lớn chỉ thẳng mặt trưởng lão võ đang hãy mau đến đây đi. Ở tập trước thì Hoa Sơn Thần Long và trưởng lão võ Đăng đang đang giao đấu với nhau một trận kịch liệt. Thứ kiếm pháp mà Thanh Minh dùng không phải thất mai kiếm mà còn đẳng cấp hơn hẳn một bậc hoa mai nở rộ như tạo thành một khu rừng nhỏ như bao trùm lấy một quả đồi ngay sau đó tất cả vạn vật trước mắt như được bao phủ vào hoa mình và hòa mình vào hoa mai đây chính là kiếm pháp trong quá khứ đã bị tông nam lấy trộm nhưng bọn chúng đã không thể lấy được phần chân ý của kiếm pháp này nguyên khí hội tụ tại đan điền như muốn hưởng ứng ý chí của thanh minh hoa nở rồi lại tiếp tục nở đây chính là kiếm chiêu nhị thập tứ thức mai hoa kiếm pháp mai hoa phân phân bay lên rồi lại bay lên nữa không ngừng những cánh hoa mai uốn lượn tựa như những bông tuyết giữa làn gió xuân hàng chục thập chí hàng trăm ảo ảnh biến hóa của thanh minh lao tới vòng tròn vô cực mà hư tán tử đang tạo ra như đã nói kiếm pháp hoa sơn và võ đang tương khắc với nhau một bên thì chậm rãi một bên thì nhanh nhẹn không bên nào là ở cửa dưới cả tuy nhiên giờ đây thứ kiếm pháp nổi danh hoa sơn đang phá tan đi được thái cực kiếm kia hư tán tử bị mê hoặc bởi biển hoa mai bay về phía mình tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ thái cực thanh kiếm chứa đựng thái cực đồng nghĩa đã có được toàn bộ thế giới trong tay nhưng kiếm pháp đang được tận mắt chứng kiến ngay lúc này như muốn nói là không thể phản kháng lại cũng không thể nhìn ra được đâu là bóng hình thật của thanh minh nữa những cánh mai hòa vào làm một với nam chính cứ đi tới đâu là một mùi hương ngào ngạt sực thẳng vào mũi cũng chẳng rõ được trưởng lão võ đang phải nghĩ ra phương pháp nào để đối phó lại. phải hiếm lắm ở kiếp này hoa sơn thần long mới có thể thi triển kiếm chiêu của mình một cách thoải mái như vậy. vì thế cho nên có lẽ anh cũng sẽ đánh một trận hết mình. tất cả những gì gọi là lớp rào chắn thái cực theo miêu tả là lẽ tự nhiên kia bây giờ đây đều tan nát. cánh hoa mai chỉ bay phấp phới nhưng nó chứa đựng lý lẽ của cả thế giới này. thái cực có chứa đạo thì những chiếc lá đón bình minh cũng chứa đạo. tất cả mọi thứ đều là đạo và có lẽ tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. một trận cùng phong bùng nổ khi những cánh hoa mai và thái cực va chạm với nhau thật may là vẫn chưa có tên nào leo được lên trên này nếu như có ai đó xuất hiện ở đây thì chắc chắn kẻ đó hẳn sẽ rất thảm thương bởi những mảnh vỡ vụn của hoa mai và thái cực ở trong khoảnh khắc đó hư tán tử chôn chân một chỗ cố gắng ngắm nghía thật kỹ vẻ đẹp của thứ kiếm pháp mà đệ tử tam thế hoa sơn vừa tạo ra thanh minh vượt qua trùng trùng lớp lớp sắc bén cũng liền xông tới cả hai không phân biệt tuổi tác địa vị với nhau nữa vì điều đó chẳng quan trọng điều quan trọng ở đây chỉ là sau cùng thì người nào sẽ giành chiến thắng mà thôi hoa sơn thần long hét lên như thể mọi sức mạnh anh có đều dồn toàn lực vào đòn này vậy Tốc độ xuất thủ là quá nhanh đến chính hư tán tử cũng chẳng thể nhìn ra được điều gì cả. Ông ta ánh mắt nở rộ vì không thể tin được thứ kiếm pháp làm vang danh võ đang bấy lâu nay đang bị đánh bại. Thanh kiếm của thanh minh lóe sáng hơn và hút hết những cánh mai vào trong như thể là đang tiếp thêm sức mạnh. Hư tán tử phía đối diện có chút ý nghĩ e sợ tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi điều ấy. Trong tay vị trưởng lão này đã vận khí sau đó rồi đánh thẳng một trường ngay khi chạm vào đầu mũi kiếm hoa sơn thần long. Cả hang động này như thể sắp sụp đổ từng trận rung chấn luồng ánh sáng phát ra đều không thể tưởng tượng nổi. Ở bên vách núi kia các đệ tử Hoa Sơn đang mải leo trèo cũng phải dừng lại. Bọn họ thật không thể hiểu Thanh Minh đang làm cái quái gì ở bên trên kia nữa. Chỉ một chút một lát luồng uy áp kinh khủng phía bên trên như dần bình ổn không còn uy chấn nào được phát lên. Ở nơi đó bây giờ đây chỉ có nghe thấy những tiếng thở dốc mệt mỏi của hư tán tử. Kiếm của Thanh Minh đã đâm xuyên vào người của lão nhưng người này cũng chẳng dám tin. Sau đó trưởng lão võ đang cũng đành cố gắng gượng nốt chút sức lực còn lại để đứng dậy. Ánh mắt của lão đảo quanh khắp nơi như thể đang dò xét vị trí của Thanh Minh rất nhanh thôi không xa không gần cách hơn chục thước hoa sơn thần long đang nằm vật ra đất không rõ chết hay sống sau cùng thì nam chính khó khăn dùng sức dựng người dậy anh nhìn về chỗ hư tán tử không quên cảm thán vài câu già rồi mà cũng mạnh đấy nhỉ trong đầu lão nghĩ rằng trận này là hòa sao không phải theo như con mắt bé khôi tính toán thì trưởng lão võ đang có phần yếu thế hơn trong khoảnh khắc này hư tán tử cảm nhận được sự kính trọng tới mức không thể chịu đựng được đối với đứa trẻ này không phải nhất thế nhị thế mà lại là tam thế đệ tử chuyện một trưởng lão võ đang kém hơn tam thế đệ tử hoa sơn nếu bị đồn ra ngoài thì uy danh võ đang sẽ bị tụt giảm năm mươi mất Đôi mắt của lão bây giờ vẫn ngơ ngác nhìn sang Thanh Minh với biết bao nhiêu hoài nghi khó nói. Hoa Sơn Thần Long khó khăn đứng dậy trừng mắt nhìn về chỗ đối thủ. Anh đã nhổ nước bọt xuống sàn thứ phun ra là máu chứ không còn là nước bọt nữa. Đôi tay hư tán tử cũng run lên sau đó chĩa kiếm thẳng mặt vào đệ tử Hoa Sơn. Có lẽ ông ta cũng muốn kết thúc trận chiến dai dẳng này ở đây vì chỉ chút ít nữa các nhân sĩ võ lâm bò lên thì khá là phiền toái. Thanh Minh cũng vậy chưa bao giờ là anh không chiều lòng đối thủ của mình cả. Nhưng có lẽ cả hai đều đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng trưởng lão hư không từ đâu dùng thê vân tung bắn ngược lên tít trên cao gần chạm mái vòm một tiếng sư huynh hai tiếng sư huynh cứ thế vang lên khắp như thể sợ rằng hư tán tử đã hẹo nơi này không phải sân tỷ võ cũng chẳng phải là nơi xảy ra cuộc chiến quyết liệt giữa hai người và lúc này không phải là lúc để cho hư tán tử và thanh minh solo một một hư không chân nhân đã leo lên đến đỉnh vách đá ngay khoảnh khắc ấy ánh mắt của hư tán tử lung lay lão chợt ý thức được chuyện mà bản thân đang làm rồi hét lên như muốn rách cả cổ thì ra mục đích chính là để cướp hỗn nguyên đan vì thế nên đã chỉ đạo sư đệ mau mau tìm kiếm mộc hàm không cần phải tìm đâu mà mệt bởi vì mục hàm nằm ở giữa trung tâm hàng trăm thần binh dỉ xét kia rồi hư không quay đầu lại một cách mạnh mẽ chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên trên tảng đá ở giữa khâu trung lọt vào mắt hắn trưởng lão võ đang ngay lập tức bay mình về khoảng không chứa mục hàm hoa sơn thần long mặt mũi câu có như khỉ vội vàng hét lớn ngăn lại nhưng chẳng có tí tác dụng nào cho dù nam chính có muốn ngăn cản thì bây giờ cũng không kịp nữa rồi bởi vì giờ đây đã có hai người của võ đang một người thì ngăn chặn một người thì ôm bảo vật ngon như biết được ý định của thanh minh hư tán tử cũng bay về phía trước đứng chắn Lão tuy muốn một mất một còn đấy nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Đan là thứ tiên quyết và nhắc Thanh Minh mọi sự đã kết thúc. Làm sao Hoa Sơn Thần Long có thể bỏ qua được bởi vì Hỗn Nguyên Đan anh đã mặc định là của mình. Hình ảnh hư không nắm trong tay Mộc Hàm hiện lên rõ ràng trong mắt Thanh Minh. Người này nhanh chóng cầm lấy Mộc Hàm hai mắt hắn ta run run. Hắn ta không ngốc đến mức nhìn tình huống bây giờ mà không thể đoán được vật này là gì, sự thật Hỗn Nguyên Đan tự nhiên nằm trong tay mình khiến lồng ngực nghẹn ứ hơn bao giờ hết. Vào lúc đó hư tán tử nhanh chóng lùi về phía sau đứng bên cạnh hư không bọn họ trao đổi bảo vật với nhau rất mau lẹ nhưng không qua được con mắt của thanh minh và khán giả hư không ngay lập tức rút kiếm ra đứng chặn đề phòng trường hợp nếu thanh minh có lao vào thì cũng không có vấn đề gì xảy ra nhưng mọi việc đã nằm ngoài dự đoán nam chính không hề có suy nghĩ lao vào bọn họ hư tán tử dùng đôi tay đang run lên của mình để cầm chặt lấy mộc hàm và tỏ ra trầm ngâm những khó khăn đã phải trải qua lớn hơn nhiều so với những gì ban đầu dự tính nhưng cuối cùng lão cũng đã thành công cứ nghĩ đến đó thì bỗng nhiên lại được tiếp thêm sức mạnh trưởng lão võ đang nắm chặt lấy nắp hòm hỗn nguyên đan và cả cách chế tạo nếu chỉ có vế đầu xuất hiện thì là thành quả nhỏ nếu vế sau xuất hiện sẽ là thành quả lớn còn cả hai đều đồng thời xuất hiện thì là thành quả tốt nhất không gì bằng hư tán tử nuốt nước bọt một cái rồi mở toang chiếc nắp hòm ra mắt lão ngay lập tức trợn trừng lên như sắp xách ra tới nơi hoa sơn thần long cũng chẳng biết bên trong sẽ có gì vì vậy nên cũng chỉ có vô thức lẩm bẩm chỉ thề không thôi ở tập trước thì hai trưởng lão võ đang đã cướp được một hàm là chiếc hộp đựng hỗ nguyên đan trong truyền thuyết cơ thể của hư tán tử run lên cầm cập hắn ta run rẩy đến mức cả hư không người đang đứng ngay sau còn có thể cảm nhận được rằng có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra biểu cảm trên gương mặt của hư tán tử phức tạp đến mấy chục năm qua là hư không cũng không thể nào đoán biết được hư tán tử đưa bàn tay đang run rẩy vào trong chiếc mộc hàm mò mẫm lục lọi giọng nói giận dữ từ miệng cũng vô thức tuôn xối xả tại sao lại chẳng có cái gì trưởng lão võ đang vội vàng lật ngược chiếc hòm rũ rũ xuống nhưng không có bất cứ cái gì rơi ra cả Biết đâu trong chiếc hòm đó đang ẩn chứa bí mật gì đó, hắn ta lại nhìn chăm chú chiếc hòm rồi rũ xuống tận mấy lần, nhưng thứ trong tay hắn ta vẫn là một chiếc mộc hàm bình thường, một sự bững cợt hoàn hảo ngoài suy nghĩ đấy ra thì còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa chứ? Hai mắt hư tán tử hằn lên gân máu, cơn đại nộ đó phải lớn đến bao nhiêu các đường gân máu trong mắt hắn ta như bắt đầu muốn nổ tung. Mộc hàm trên tay hư tán tử rơi xuống đất vỡ vụn ra từng mảnh, thậm chí vì vẫn còn ngờ vực mà hắn ta đã quan sát kỹ lưỡng những mảnh vỡ đó, nhưng có nhìn đến đỏ mắt cũng không nhìn thấy tấm giấy da cừu nào nó chẳng qua chỉ là một chiếc hòm trống không hơn không kém khổ sở biết bao nhiêu để đến tận đây vậy mà trong mộc hàm đấy không có gì cả thứ gọi là thần binh thì bị hoen dỉ như mớ sắt vụn nói vậy thì rốt cuộc cái kiếm chủng này sao lại tồn tại trên đời chứ đúng vào lúc tất cả sự mệt mỏi và phẫn nộ đang ùa đến với hư tán tử khiến hắn ta không thể chịu đựng nổi thanh minh bắt đầu đập ngực phình phịch như đang sắp phát điên lên vì bức bối cái lũ mũi ngựa già đầu mà ngu như bò các ngươi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới tới đây được vậy mà lại động vào thứ đó sao bộ mắt các ngươi bỏ lên trưng cho vui à cứ la lối về dục vọng và sự tham lam của bản thân rồi bây giờ bị thua bởi chính sự tham lam đó xong rồi đi gây ra chuyện này là sao nhìn bộ dạng vẫn chưa hiểu ra được gì của hai người bọn họ hoa sơn thần long mệt mỏi trong người không thể đập ngực nổi nữa giờ lại chuyển sang vào đầu bứt tóc từ thanh minh cảm nhận được trong suốt quá trình tiến nhập kiếm trùng chính là ác ý của dược tiên đối với những người bước vào bên trong trần hang sập xuống để đè chết người tạo ra những cái chết vì bị hấp huyết biên bức hút máu thậm chí hắn ta còn giấu cả cương thi làm gì có chuyện đó mà cũng làm gì có cái bài kiểm tra nào như vậy cái gọi là bài kiểm tra đó chỉ có ý nghĩa khi con người ta dù thất bại vẫn có thể sống sót nhưng ở cái nơi mà chỉ cần sơ xuất một chút là phải bỏ mạng thế này thì kiểm tra cái quái gì chứ thanh minh nghiến răng canh két khác với cái tên dược tiên nơi này một chút hảo ý chẳng tìm thấy ngược lại chỉ có ác ý mà thôi hoa sơn thần long tự hỏi đã để mộc hàm ở đó thì cũng phải thêm tí độc hay ám khí nào khiến người chạm phải dính mới đủ bộ thực sự thì nam chính bây giờ đã quá mệt mỏi nếu như hai người võ đang kia muốn đấm nhau anh cũng chả thiết các ngươi có biết nếu động vào mộc hàm thì sẽ xảy ra chuyện gì đã hiểu chưa hư không và hư tán tử vẫn im lặng mặc cho đứa trẻ kia lải nhải bây giờ một số người khác của võ đang và hoa sơn cũng đang bò lồng ngồm tới nơi những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận hỗn chiến sau khi vừa lên đến nơi chỉ biết nín thở khi nhìn thấy một cuộc chạm trán đang diễn ra trước mắt mình bạch thiên thở không ra hơi chưa kịp hiểu gì chỉ có thấy sư điệt đang liên tiếp xỉ và trưởng lão võ đang hoa sơn thần long cứ lẩm bẩm rằng kiểu gì mộc hàm không có đan dược thì sẽ có một thứ kinh khủng sắp ập đến hư không bây giờ đang được thông não cho nên cũng liền trừng mắt nhìn quanh nếu như không phải mộc hàm thì phải chăng là tảng đá kia có thứ gì sao ngay sau câu ấy tảng đá ở phía dưới mộc hàm khi nãy đang rung chuyển mắt của hư không trợn trừng lên như sắp rách ra mọi thứ bây giờ có lẽ đã theo đúng như kế hoạch mà cái lão già dược tiên kia bày trò đến cả hư tán tử người vì sự phẫn nộ mà đánh mất hết một nửa lý trí cũng bắt đầu lấy lại được tinh thần trước tình huống nằm ngoài dự đoán này hắn ta nhìn tảng đá đó với gương mặt hoảng hốt sự rung lắc mỗi lúc một dữ dội hơn một vài các đệ tử võ đang bây giờ không kịp quan sát chỉ muốn lao vào bạch thiên một trận bán sống bán chết Sư thúc của thanh minh cũng vậy, có chẳng chỉ là mệt quá cần nghỉ lấy hơi chút ít mà thôi. Một giây sau đó người này cũng cảm nhận được tình hình thật sự là không ổn. Sự dung chuyển bắt đầu từ tảng đá ấy lan dần lên vách đá và lên đến cả vết nứt trên trần hang. Điều này cảnh báo một sự chẳng lành nhưng ai nấy cũng đều trôn chân một chỗ. Không một ai có thể nói tiếp về sau tuy mọi chuyện xảy ra trước mắt quá rõ ràng. Bọn họ sợ lỡ miệng nói ra thì cớ sự đấy lại xảy ra như những gì mình vừa nói nên tất cả chỉ thể hiện sự ngạc nhiên bằng những câu nói vòng vo. Vò. Toàn bộ kiếm trùng cũng bắt đầu rung lắc như đang có động đất vậy. Từ lúc nào mà các đệ tử Hoa Sơn đứng san sát nhau phía sau lưng Thanh Minh cũng đồng loạt nhìn lên phía trên, đó là nơi có ánh sáng tràn vào đáy và trần của hang động. Nói chung thì không muốn cũng phải chịu thôi, lòng tham của những người nơi đây đã tự đưa họ vào bể khổ. Những trận rung lắc liên tiếp diễn ra lần này không khí cũng lọt vào bên trong cái hang sâu thẳm. Phía trên cao kia mặt đất cách không xa nhưng cũng làm gì có ai có thể bay lên nổi kể cả là Hoa Sơn Thần Long đi chăng nữa. Mọi người đều ngoái cổ nhìn lên và tự mỗi người cũng hiểu được sắp diễn ra cái gì rồi. Nói đi cũng phải nói lại giả như Thanh Minh không đi làn truyền tin tức thì những nhân sĩ võ lâm kia cũng không bị chết oan như bây giờ. Nói đến nam chính thì giờ anh cũng chạy đến an ủi những người đồng môn của mình. Thanh Minh chậm rãi ngước cổ nhìn lên trên khẳng định không phải lo đâu vì đã có Thanh Minh. Cho dù trời có sập thì con nhất định tìm một cái lỗ để chúng ta chui lên trên. Chưa nói được hết câu hoa sơn thần long cũng khựng lại vì những lời đó chỉ là tầm phào mà thôi. Sau cùng thì anh cũng phải nhìn về Bạch Thiên và nhẹ giọng gọi hai chữ sư thúc như thể lấp liếm cho những lời trước đó. Thanh Minh thay đổi và lẩm bẩm chẳng có cái lỗ nào đâu sư thúc ạ. À. Kèm theo những lời đó lần này thì trận rung lắc thực sự rất mạnh và chẳng ai còn đứng vững nữa. Có lẽ đây chính là mùa chôn tập thể cho những người tham lam chăng? Không ai biết trước được điều gì cả, nếu các bạn muốn biết hãy theo dõi bé Khôi nhiều nhiều nha. Ngay lúc đó một âm thanh lớn như trời sập muốn xé thủng màng nhĩ bọn họ vang lên kiếm trùng bỗng nhiên rung lắc mạnh hơn. Tất cả đều nghe rõ mồn một, một và chứng kiến tận mắt, chấn động bắt đầu nứt ra một vệt dài những vết nứt cứ đi theo đủ chiều ngang dọc hệt như một cái mạng nhện khổng lồ vậy một khung cảnh hỗn loạn không gì bằng bởi vì những tảng đá to bằng tòa nhà bắt đầu rơi xuống các đệ tử hoa sơn lại cầu cứu thanh minh nhưng anh đâu phải thần thánh tuy rằng sống cũng đến cả trăm tuổi dù có thế thì con cũng thử làm gì đó đi thật sự là không có cách gì sao bạch thiên hét lên một lần nữa hoa sơn thần long điềm đạm nhắc về cái chết cho sư thúc mình hiểu anh chấp nhận cái chết vì dù gì mình cũng chết toi rồi chẳng có gì là đáng sợ cả đó chỉ là thanh minh chứ những người khác giờ đây đang dối trí hoảng loạn nếu còn nói thêm câu di ngôn nào vớ vẩn có lẽ ngoài bạch thiên chiêu kiệt nhuận tông ra thì sư cô tuyết ly cũng sẽ lôi thanh minh xé làm trăm mảnh mất lúc đó một giọng nói như sấm rền cất lên oang oang hãy mau chém chúng đi toàn bộ các đệ tử võ đang hãy hợp sức chém hết những thứ đó sau tiếng gào thét ra hiệu của hư tán từ các đệ tử võ đang bắt đầu xếp thành hàng tạo nên một thế trận kỳ quặc có vẻ như bọn họ đang tạo ra một thế trận quen thuộc để có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất theo bản năng Chỉ ít thì những đệ tử đó đều được tuyển chọn rất kỹ mới được phép cho vào đây nói là yếu thì cũng không phải nhưng tình hình cũng chẳng mấy chút gì là khả thi hàng chục con người nhỏ bé cố gắng lao lên tấn công những tảng đá to đùng kia khí tức hết sức bình sinh của bọn họ đều hòa vào đầu mũi kiếm sắc bén các khẩu ngữ quen thuộc kiếm chiêu nhuần nhuyễn tạo thành một vòng tròn bát quái không sai đó chính là thái cực kiếm trận một kiếm trận vô cùng đẳng cấp của võ đàng có lẽ đám đó nghĩ rằng làm ra được thế trận này chắc chắn sẽ giữ an toàn cho cả đội thanh minh từ đằng xa cũng cố gắng quan sát toàn bộ hành động ấy Hoa Sơn Thần Long thừa hiểu cho dù có làm cả chục hay đánh cả trăm kiếm chiêu thì chưa chắc đã ăn thua. Điều này chẳng hợp tình hợp lý một chút nào cả bởi vì khi vừa lao lên một vài đệ tử võ đang đã bị đá đè chết. Mấy cái đó mà có thể dùng kiếm chém được thì trên thế gian này có gì là không làm được đâu. Khuôn mặt của Thanh Minh đông cứng và cố gắng động não nghĩ ra cách hay ho hơn. Thấy trời sập mà lại muốn bay lên trời là một hành động ngu ngốc, nơi này là kiếm chủng tất cả những thứ ở đây đều vận hành theo ý muốn của Dược Tiên. Vậy thì Dược Tiên thực sự vốn định giết chết tất cả những kẻ đi vào đây sao? Không đâu sẽ có cách thôi nhất định là vậy động não đi nào. Rõ ràng thì đây là một nơi vô lý, một nơi dị thường hết sức. Sau khi bước qua lối vào thì rơi xuống tầng hầm sâu thăm thẳm đi qua những con đường ngày càng hẹp dần và trải qua biết bao khổ nạn. Hoa Sơn Thần Long đang cố gắng chấp nối các chi tiết nhỏ nhặt lại với nhau để xem xem có gì lạ hay không. Dĩ nhiên thì tất cả con đường đó nhập lại làm một dẫn đến nơi này, cứ bò lên rồi bò mãi mới thấy được một ánh sáng rực rỡ đã bị hư tán tử phá tan tành. Lý do rất đơn giản là chính dược tiên đã hủy hoại hy vọng của trưởng lão võ đang thanh minh đang đặt mình vào hoàn cảnh của dược tiên xem nếu như là người đó thì giờ sẽ làm như nào nếu là dược tiên thì chắc chắn sẽ không phải ở kia không có lý nào lại dễ dàng như vậy nam chính gập cổ nhìn xuống dưới nơi mà anh nhìn lại chính là mặt đất đứng ở ngay bên cạnh sư thúc bạch thiên cũng nghe thấy sư điệt chỉ trỏ mấy từ ở phía dưới những tảng đá to sen lẫn đất cát bắt đầu đổ sập xuống dưới giống hệt như một cơn địa chấn khổng lồ màu hoàng thổ đang kéo tới bụi bay mịt trời đất đá cứ thi nhau rơi hoa sơn thần long gào ầm lên nhắc các đệ tử hoa sơn hãy mau nhảy xuống những tảng đá to xen lẫn đất cát bắt đầu đổ sập xuống dưới giống hệt như một cơn địa chấn khổng lồ mà hoàng thổ đang kéo tới bụi bay mịt trời đất đá cứ thi nhau rơi xuống dưới giống như vừa mới phát nổ thanh minh vội hét ầm lên vừa nghe thấy tiếng đó toàn bộ các đệ tử hoa sơn nhảy luôn cơ thể mọi người đã phản ứng trước cả khi họ kịp suy nghĩ một mối quan hệ tín nhiệm khiến người khác phải kinh ngạc cái quái gì vậy tiểu tử kia vừa dứt lời là nhảy luôn sao đám người kia tin tưởng hắn như vậy sao thế nhưng những người khác vẫn chưa kịp hiểu tình hình lúc này thực ra những câu nói này của hoa sơn thần long không dành riêng cho các sư huynh sư thúc mà kể cả những người đang trên mộ bọn họ chẳng hiểu gì cả vì nghĩ nhảy xuống coi như là nát xác chứ đùa các đệ tử võ đang cứ trần trừ vì vừa mới mất công leo lên mà giờ lại bò xuống thì lấy đâu ra sức ai nấy cũng cau mày nhìn về chỗ của các trưởng lão như những người đứng đầu thì im bặt thanh minh lại gào ầm lên chửi bởi thật đúng là một lũ đầu đất mà nam chính liên tục đá những người lọt vào mắt rơi xuống dưới có người chẳng biết gì cả thấy dối quá nên nhắm mắt làm theo các ngươi bị điếc à mà nói mãi không thủng vậy thắc mắc cái quần què gì thế đi chết đi thanh minh không ngần ngại túng cổ áo của người bên cạnh ném xuống vách đá sau khi lo lắng ổn thỏa nam chính lượn một vòng rồi cũng nhảy xuống theo trên đường bay anh cũng tiện nắm đầu nắm tốc những nhân sĩ võ lâm khác đang bỏ lên bọn họ chẳng hiểu gì cả cứ u ớ tức rẻ chưa nhìn thấy mộ dược tiên với thần binh là chưa về tất cả những người bị mắc kẹt trên đỉnh vách đá bị đánh bay lên khâu trung giống như đang bị cuốn vào trong một cơn vũ bão hư tán tử nhìn thấy cảnh đó thì cắn chặt môi khó chịu trưởng lão võ đang không biết phải hỏi gì nữa đến thời gian suy nghĩ còn không có sau khi thấy các đệ tử bắt đầu nhảy hư tán tử cũng nhảy xuống vách đá đúng là một tên tiểu tử vượt ngoài sức tưởng tượng của mình sự việc đã đến nước này lão cũng chỉ còn cách giao phó vận mệnh của mình cho tên tiểu tử đó những người khác dối trí hơn khi thấy trưởng lão làm theo một đệ tử hoa sơn tất cả hãy mau nhảy xuống chúng ta sẽ đi xuống dưới nâng cao tốc lực và cắm đầu cho ta mau lên lần này thì không còn ai như nhị gì nữa cả bởi vì đã có lệnh của trưởng lão cho dù sống hay là chết thì bọn họ cũng phải làm theo lời của ông ta mà thôi Thông thường khi nhảy từ một độ cao như vách đá này xuống thì việc dồn chân khí xuống mặt đất để giảm tốc độ là một điều cơ bản. Thế nhưng Thanh Minh lại đang dùng hết sức tăng tốc lực để lao ảo ảo xuống dưới. Chỉ ít phút nữa thôi là cái trần trên cao sẽ đổ sụp những tảng đá kia đã sớm rơi xuống đất rồi nơi này sẽ sớm trở thành nấm mồ của tất cả bọn họ. Hoa Sơn Thần Long thừa hiểu điều này hơn bất kỳ ai hết. Anh vận chân khí vào người theo một đường thẳng rất nhanh. Uy lực ghê tới nỗi những người đang rơi bị lướt quá cũng có đôi chút ảnh hưởng. Ngay khi Thanh Minh vừa chạm chân xuống đất tất cả các tảng đá đều bị thổi bay lên không trung kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc nam chính chẳng thể ở yên một chỗ được nên liền nghiến chặt răng lối đi ban đầu của họ đã bị một tảng đá khổng lồ chặn lại làm gì có chuyện cái tên đã tạo ra nơi này lại không tính đến chuyện đó có lẽ nếu hắn chém tảng đá này ra thì hắn sẽ phải đối mặt với một chuyện còn bất khả thi hơn ấy chứ nếu lão dược tiên kia không phải là kẻ điên thì chắc chắn vẫn còn một con đường sống cho dù có dùng hết sức chém được tảng đá và quay về bằng đường cũ thì cũng chẳng có gì đảm bảo nơi đó sẽ không đổ sập xuống cả thanh minh trầm tư trong một giây và chú ý tới một vài chi tiết nhỏ ở dưới chân mình có vẻ như là Hoa Sơn Thần Long đang khá tự tin vào quyết định bây giờ, vì thế cho nên anh đã hét lớn nhất nhiều các đệ tử Hoa Sơn hãy đào đất. Những nhân sĩ võ lâm khác đều có chung một ánh mắt thất thần và cả hang động chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở và tiếng thanh minh. Chắc chắn có gì đó ở dưới đất, hãy mau đào bới cho ta luôn đi. Thanh minh rút kiếm rồi đào bới loạn xạ trên mặt đất giống như lúc đầu võ đang tìm kiếm lối vào của kiếm trùng. Chẳng cần lý do gì hỏi thêm cả sư thúc Bạch Thiên cũng rút gươm cắm mạnh xuống đào bới. Chưa kiệt nhuận tông thì khỏi phải nói cắm đầu cắm cổ làm như châu húc mà nhìn thấy hành động đó của hoa sơn thần long mọi người cũng không nói lời nào lấy vũ khí ra đào bới việc đầu tiên họ cần làm bây giờ chính là phải làm theo thanh minh tất cả mọi người đều bắt đầu đào theo phản xã trước mệnh lệnh đó tình huống đang rất cấp bách nếu ví họ là người mù thì họ chỉ còn cách làm theo lời của kẻ mắt sáng ngay cả khi kẻ đó chỉ là một tên tiểu tử không biết chui từ đâu ra của hoa sơn sau một hồi lúi húi bạch thiên cũng nói lớn nhắc thanh minh bên dưới lớp đất kia có dấu hiệu của kim loại theo như những gì anh ta miêu tả thì là một tấm kim loại lớn và trải dài khắp nơi này quả đúng như những gì hoa sơn thần long tính toán không hiểu dưới đó sẽ là cái gì nữa đây đúng lúc ấy dòng kiếm khí tựa như một giải lụa xanh của võ đang như sắp phá tan mặt đất hư tán tử dương kiếm khí rồi bước lên tất cả tránh ra để ta chém vỡ nó cho hình như là điều đó đã làm trái ý thanh minh nên nam chính lại gào ầm lên ngăn lại hoa sơn thần long vội vàng chạy đến đá vào mông của vị trưởng lão võ đang đáng kính kia ta phải làm sao nếu ngươi chém nó hả cái tên mũi ngựa ngu dốt thứ này chính là mạng sống của chúng ta đấy bị đá một cú bất ngờ hư tán tử ngã lăn ra đất nhưng vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì sai những đệ tử hoa sơn khác cũng lao lên ngăn cản hành động vô lẽ ấy của sư đệ mặc dù đã bị đất và đá bao phủ nhưng chất liệu tạo ra phần này lại khác hẳn so với những phần còn lại nhưng bây giờ thời gian thực sự là quá gấp gáp không nhanh chân thì chỉ có chết mà thôi tốc độ của thanh minh lao về chỗ của sư cô và sư thúc rất nhanh vì bạch thiên đã phát hiện ra một cánh cửa chưa cần kiểm tra nhưng anh chắc chắn đây chính là bí mật trôn giấu suốt hai trăm qua của dược tiên bây giờ không phải là lúc nằm một chỗ đâu mũi ngựa vì ta đã tìm thấy rồi có một cánh cửa bề ngoài của nó rất giống với cánh cửa bọn họ đã đi qua khi vào tới đây chỉ khác rằng cánh cửa ban đầu họ nhìn thấy có hình hai thanh kiếm chĩa vào nhau còn cánh cửa ở đây lại có hình hai thanh kiếm đang cắm xuống sàn thứ này ở dưới lòng đất hãy mau tới chém nó đi hư tán tử vội vã chạy đến vung kiếm tỏa ra khí tức mạnh mẽ nhưng vẫn không quên những người khác tránh ra so với việc bày mưu tính kế các thứ thì ông ta thua thanh minh nhưng phần việc chặt chém thì lại khác lưỡi kiếm của trưởng lão võ đang khá thanh thoát cắt từng mảng sắt dày kia như chém chuối sau khi làm xong việc ấy mắt mũi ông ta trợn ngược lên bởi vì chẳng tin nổi cánh cửa bị chém vỡ thành chục mảnh đồng thời một căn hầm đen thui xuất hiện Thanh Minh duỗi tay về phía sau mà không ngoảnh đầu lại tiện túm luôn vạt áo sư cô. Bạch Thiên cũng không tránh khỏi như nhìn sư điệt bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Thanh Minh túm lấy Bạch Thiên ném vào trong căn hầm bởi vì đây là con đường an toàn duy nhất trong cái hoàn cảnh nghèo nàn này. Hoa Sơn Thần Long tới nước này cũng rộng lòng nhắc nếu không muốn chết thì tự biết mà nhảy xuống đi. Tất cả những người có mặt ở đó đều dùng hết sức bình sinh lao vào trong căn hầm. Bởi vì họ đã nhận ra đó là con đường sống duy nhất ở đây. Chẳng ai còn đủ thời gian mà đắn đo nghi hoặc gì khi bên trên hàng tấn đá đang sắp rơi vào đầu mất rồi theo như hoa sơn thần long tính toán thì từng này người hay hơn thì thoải mái trú ẩn bên dưới hầm mà thôi đúng lúc ấy thanh minh đảo mắt nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc đằng xa các đệ tử cái bang đang cõng những người bị thương họ giúp đỡ những người bị thương khi đang ở trong hoàn cảnh cho dù họ có bỏ chạy một mình cũng chưa chắc đã có cơ hội để sống hoa sơn thần long nhăn hết mặt rõ ràng ở tình cảnh nghìn cân treo sợi bún mà mấy tên ăn mày kia vẫn hào hiệp trượng nghĩa đến như vậy sao các ngươi đang làm gì vậy hả lũ ăn mày ngu ngốc kia tiếng thanh minh chỉ dù cũng làm cho hồng đại quang tỉnh táo hơn ông ta vội vàng giải thích có nhiều người bị thương quá ta không thể bỏ họ ở lại mà đi được thanh minh nhanh chóng chạy về hướng đó ta điên mà tức chết mất thôi sau đó anh túm chặt lấy cổ áo của phân đà chủ cái băng nhưng không phải là để vào cho vài phát như mọi lần hoa sơn thần long không cần biết trạng thái của họ thế nào cứ túm cả các đệ tử cái băng và cả mấy người bị thương ném vào hầm các ngươi có thể nhận thức được tình hình hiện tại bây giờ giúp ta được không tại sao mà lũ rốt nát này vẫn còn sống sót cho đến khi này nhỉ một tảng đá đang rơi xuống như thể sẽ đè bẹp anh ngay lập tức nam chính tỏ ra bức bí có cảm giác tảng đá ấy vừa rơi ngay sau đầu mình không chỉ có một tảng thôi không mà giờ đây hàng chục hòn to hơn cả nhà đang lao xuống ầm ầm thanh minh lao nhanh hết cỡ và chạy theo một quỹ đảo vòng vò vì có vô số vật cản chắn đường làm chậm tốc độ của anh ngay bây giờ trên mặt đất chỉ còn có đúng nam chính và trưởng lão võ đang vì mọi người cơ bản là đã được an toàn hư tán tử đang ở lại bảo vệ cánh cửa sau khi đưa hết các đệ tử vào trong căn hầm vừa nhìn thanh minh vừa hét nhanh lên lão mũi ngựa kia không nhanh xuống đi còn làm gì mà vẫn đứng ở đó thế một tảng đá to nhất đang rơi xuống vị trí nơi trưởng lão võ đang đứng chờ đệ tử hoa sơn những tiếng nổ ầm vang và bây giờ thì thực sự lão mới nhận ra mình gặp nguy hiểm thanh minh lập tức đạp đất bay lên túm lấy eo của hư tán tử rồi xoay người trời đất tại sao ta luôn phải gánh mấy cục tạ này cơ chứ tảng đá rơi thẳng xuống rồi lăn vào căn hầm với một tốc độ khủng khiếp hiểu được tình thế này thanh minh lại vòng sang một hướng khác nhưng vẫn không quên đèo bồng theo hư tán tử anh nhảy vào trong hầm cùng với vô số đất đá đang rơi theo bên mình nhưng tốc độ là chẳng kịp vì thế nên đã tìm tạm điểm bật nhảy là chỗ ngay tảng đá lớn kia hư tán tử chỉ đánh phó mặc số phận của mình cho đệ tử tam thế hoa sơn bởi ông ta chẳng biết tính sao nữa chỉ cách vài chục thước nữa là cả hai đã thành công chui vào hầm rồi thân xác một già một trẻ vô thức ngã mạnh xuống đất may thay chẳng có ai bị đè chết cả mặt của hoa sơn là điểm tiếp đất nên lúc này chẳng rõ phải miêu tả anh bằng từ ngữ như nào nữa vì không còn chú ý gì nữa nên hư tán tử cũng nhanh tay nhanh chân đáp lẽ lại ông ta kéo vội vạt áo thanh minh nhảy sang một bên khác trước khi tảng đá kia kịp đè chết hai người dầm dầm vài cái miệng hầm đã bị đóng chặt bởi những tảng đá to lớn bị rơi từ trần hang xuống ánh sáng bị mất đi trong tức khắc và màn đêm lại bao phủ chẳng nhìn thấy một cái gì cả trong không gian tối tăm đó thanh minh khẽ rên rỉ dường như là bị đập đầu vào đâu đó mặc dù chuyện này là lỗi của dược tiên nhưng bây giờ thanh minh đã không còn suy nghĩ được nữa rồi anh vội lấy viên dạ minh châu trong ngực bởi nó là thứ có thể phát sáng tiếng nói kém theo ánh mắt nhìn về phía trước đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ sau khi làm quen với thứ ánh sáng nhỏ nhanh của dạ minh châu thanh minh cũng tỉnh táo hơn anh gạt bỏ bụi đất trên người mình rồi chủ động đứng dậy quan sát xung quanh đây là nơi nếu nói rộng thì là rộng mà nói chật thì cũng là chật vì những người sống sót đều vây xung quanh thanh minh nói một cách dễ hiểu hơn thì rất có thể nơi này được tạo ra để cứu những kẻ còn sống rất có thể dược tiên đã tiên đoán được tình hình và tạo ra một không gian khác với kiếm chủng nhưng ngược lại cũng có thể người đó không biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra ở dưới này chăng bởi vì đến cả dược tiên người tạo ra kiếm chủng cũng không thể thử nghiệm nơi này làm gì có ai biết được liệu nơi đây có thể chống đỡ nổi nếu mấy tảng đá to đùng đó đổ xuống như mưa chứ thanh minh chỉ còn biết cách cầu nguyện mong sao dược tiên thiên tài có một không hai trong thiên hạ đó đã tạo ra nơi này thật hoàn hảo những tảng đá không ngừng rơi xuống khiến cả không gian bên trong dung chuyển cảm giác giống như một quả pháo khổng lồ nổ ngay bên cạnh vậy